Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Những vấn đề ăn chay mặn. Có lúc đến ngày ăn chay nhưng vì để ăn mặn, con nghĩ bỏ đi mang tội phung phí, hoặc cha mẹ con nấu thử mua thử đồ ăn mặn, rủi con không ăn mẹ sẽ buồn lo. Con ăn mặn vậy có tội phạm giới không? Ủa như vậy thì những ngày qua quý vị học cái gì? Những ngày qua mình học cái gì mà bây giờ hỏi sư cái này? Quý vị cần phải hiểu khi nào mà mình phạm tội sát sanh thì đó mới gọi là tội ha. Còn cái chuyện mà mình ăn bản thân nó không phải là một cái tội. Con không mua vật bán sẵn phóng sanh. Con thường vào chợ mua cá đồng thả nhưng con bị 3 lần rồi. Vì chọn chỉ con cá sẽ mua liền, bị người bán ra đập đầu, làm con vương vấn thấy lỗi. Vừa chọn chỉ con cá sẽ mua, liền bị người bán đem ra đập đầu, làm con cứ vương vấn thấy lỗi. Tiếng đập vào đầu cá làm con thất thần đến nay, ngại việc mua cá tại chợ. Nhưng những lần trước con dặn người bán phóng sanh hộ, lại cố ý bắt những con cá sắp chết, đến khi con thả thì không bơi và sống nổi. Khi không bảo thì người bán đập chết cá rất nhanh. Cái này á, là do nghiệp của con cá. Quý vị thấy là nhiều khi mình cố cứu mình nó không sống được đó. Mình cố mình kêu người ta lấy cho mình, nhưng mà cái nghiệp nó tới, người ta lấy, người ta đập đầu ngay. Cho nên cái này gọi là cái nghiệp con cá ha. Thành ra quý vị đừng có buồn rầu vì chuyện đó làm chi. Giống như trường hợp Bồ Tát khi Ngài là một con dê mà Ngài chuẩn bị bị cái tên thợ săn giết thì Ngài mới khóc. Thì khi mà tên thợ săn hỏi tại sao Ngài khóc thì Ngài mới nói là do cái nghiệp sát sanh, cho nên là 7 kiếp liên tục là Ngài bị chết vì cái chuyện bị chặt đầu. Thì người đồ tể mới sợ quá cho nên là không có giết. Thì con dê nó nói đó, là cái nghiệp của tôi tránh sau nổi. Thì sau đó, đó mặc dù người đồ tể không giết nữa, nhưng mà ngay sau đó một cái tảng đá nó rớt trúng và con dê nó cũng chết. Thì có nhiều khi á, cái nghiệp nó tới rồi, mình cản không nổi, thành ra chịu thôi. Cho nên quý vị đừng có lo, đừng có buồn phiền. Lần sau á, nếu mà mình có kinh nghiệm thì mình chọn mua con nào á, thì mình nói nhanh. Là thí dụ như là em chọn con này, chị đừng có giết, để cho em. Thí dụ như vậy, mình nói nhanh đó mà. Hoặc là tự mình bắt luôn. Tự mình bắt, mình bỏ vô trong cái bọc. Con xin sư chỉ cho con biết để tự xin bắt quan trai 8 giới ở nhà có sẵn bàn thờ Phật được không? Khi con có thời gian đến chùa để xin giới, nếu được xin. Khi kết thúc bát quan trai tự mình có cần làm lễ tụng gì không? Nếu bị lỡ phạm một giới nào trong thời gian đó thì phải làm sao? Cái cách thì y như ở đây khi mà cô tu nữ hướng dẫn quý vị vậy đó. Quý vị tự đọc. Con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo đó, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Rồi sau đó là mình tự mình đọc luôn đó. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, vân vân. Và sau khi mà kết thúc ngày á,
thì mình thọ lại ngũ giới, mình cũng quỳ rồi mình xin thọ, con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Là ngày hôm sau mình thọ ngũ giới đó. Còn nếu phạm một giới nào trong thời gian đó thì đứt một giới đó. Chứ còn mình tự mình sám hối thì nó chỉ mang tính chất an ủi thôi. Chứ còn ở trong kinh tạng thì không có nhắc cái chỗ nào mà tự mình sám hối. Sám hối thì phải đến gặp một người để chứng minh. Ít nhất là người đó không phạm cái giới đó thì mình mới tới mình sám hối với người đó, để người đó xác minh là mình đã ghi nhận cái đó là lỗi lầm. Khi gặp nạn, mình niệm danh hiệu Phật để được phù hộ tai qua nạn khỏi. Ví dụ nửa nước, giống như niệm Quan Âm Bồ Tát của Bắc Tông ạ. Bên Nam Tông có niệm Phật đọc ra sao? Cảm ơn sư. Sư thì sư gợi ý thế này. Khi mà mình gặp nạn, thực tế mà cầu không có để cầu tai qua nạn khỏi, mà để cầu mình chết tỉnh. Nếu có chết thì cũng chết tỉnh. Và có chết thì mình cũng đi lên. Tại vì cái chết thì ai cũng tới hết trơn á. Thì nếu như cái nghiệp của mình chưa tới thì mình được cứu. Còn nghiệp mình tới rồi thì mình đi theo nghiệp thôi, không sao hết. Cái quan trọng là khi đó, đó mình giữ gìn chánh niệm. Sư gợi ý nhanh gọn lẹ đó là gì? Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Đọc liên tục như vậy được rồi. Nếu như mà mình muốn Pali thì mình cứ Bụt Thăng Saranang Gacchami, Tham Bằng Saranang Gacchami, Sằng Khăng Saranang Gacchami. Như vậy là đơn giản. Tức là giờ phút chót á, mình nương tựa Tam Bảo, quy y Phật, Pháp, Tăng. Mình đem cái mạng mình giao phó Tam Bảo. Nếu mà cái nghiệp con tới thì con chết, nhưng mà con cũng nương tựa nơi Tam Bảo. Thế thôi. Xin sư hoan hỷ chia sẻ do sư chọn con đường tu một mình cho an lạc, mà lại chọn con đường không chọn con đường tu một mình cho an lạc, con được hướng dẫn chúng sanh hành thiền. Phải nói là xong cái khóa này thì sư cũng kiếm một góc rồi sư trốn sư hành thiền một mình. Mình sống một mình, hành thiền một mình là để nó trưởng dưỡng lại cái tâm của sư. Cho nên là cũng có những lúc một mình. Và khi mà sư tu thì sư cũng đa phần là sư ở một mình. Thành ra là nếu quý vị có sinh hoạt đến chùa Nam Tông thì cũng rất ít khi gặp sư ra ngoài. Và cái lý do sư hướng dẫn chúng sanh hành thiền thì thứ nhất á, là sư nghĩ là chắc nó thuộc về cái nguyện, tức là sư có cái lòng thương mọi người không có hiểu chánh pháp, thành ra sư có một lòng sư chia sẻ chánh pháp một cách vô tư đến với mọi người. Và trong cái thời gian chia sẻ đó thì sư thấy là mọi người đều có nhu cầu thực hành pháp. Vốn dĩ ban đầu sư không có hướng dẫn đâu, bởi vì những vị thiền sư thiếu. Nhưng mà sư thương một cái nữa, đó là cái tình hình hiện nay tại Việt Nam có quá nhiều những khóa thiền không đúng chánh pháp mà Phật tử đi theo như thế, thì sư thương. Cho nên sư tổ chức khóa thiền, một là để hướng dẫn với Phật tử, cái thứ hai là những ai có duyên với sư thì họ sẽ đến và họ thực hành theo đúng phương pháp thiền. Sư có nói về công cuộc hoàn pháp, sư hoan nghĩ chia sẻ cho đại chúng về kết quả cuối cùng sau cùng của công việc hoàn pháp này để dễ hiểu. Xin sư mô tả hình ảnh thành công hay đích đến của công cuộc hoàn pháp này, và nếu có thể xin sư mô tả ngắn gọn cách tiến hành công cuộc này của sư. Cái mộng của sư là trong khi sư còn sống thì cho mọi người, càng nhiều người biết đến chánh pháp càng tốt.
Sư thì đi lúc coi như là đi luôn cả hai phương diện, là mình vừa dạy lính mà mình vừa dạy tướng. Mình dạy lính có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị là những người lính, quý vị nghe rồi tự mình diệt trừ phiền não cho chính mình. Sư dạy tướng có nghĩa là sao? Là nếu như sau này mà có những người đi theo sư, học đạo với sư, thì cũng có thể nhờ đó vì đó sẽ ảnh hưởng cái tư tưởng của sư, rồi có được cái nền tảng pháp học mà sư đã để lại, thì vì đó hoàn toàn có thể làm một phiên bản của một ông sư Hạnh Tuệ, rồi truyền đạt khác, hướng dẫn khác cho những người hữu duyên. Thì trong khi mà còn sống thì những ai có duyên với mình, gọi là có duyên tế độ thì sư tế độ. Và bây giờ thì người ta gọi đó là hoằng pháp. Thì sư bắt đầu từ nhiều phương tiện. Thứ nhất là cái việc là giảng pháp online. Tại vì sư thấy là ở chùa thì không có nhiều cái cơ hội để mà chia sẻ với quý Phật tử. Trong khi đó trên không gian mạng thì có rất nhiều người nghe. Tuy nhiên thì sư vẫn không có từ chối những lần gặp gỡ trực tiếp, bởi vì gặp gỡ trực tiếp có đôi khi nó tác dụng nó lại lớn hơn rất là nhiều so với gặp gỡ online, thì cái nào cũng được. Đó là chuyện khóa. Cái thứ hai là sư lâu lâu sư hay nghĩ là nhiều trò. Ví dụ như là sư cho in cái bộ tập tranh nhân quả. Sư nhìn bởi vì cái hiện tượng hiện nay là cái tranh nhân quả, sư xin lỗi, sư không dám coi. Một là vẽ xấu quá. Tranh là phải, nó phải ra tranh. Tranh làm sao nó có tác dụng, người ta lưu trữ, người ta trưng lên. Thậm chí ở giữa nhà người ta treo nó vẫn đẹp. Đó. Nếu còn tranh mà mình nhìn một lần xong rồi mình để qua một bên luôn, nó không có sự đầu tư. Cho nên là sư thuê họa sĩ, sư vẽ tranh để đủ chất lượng, sư đảm bảo đủ chất lượng để quý vị có phóng to toàn một bức tường gì treo giữa nhà, người ta nhìn vô người ta chỉ có khen đẹp thôi. Mà tranh nhân quả thì sắp tới thì sư sẽ cho phát hành cái quyển nhỏ, còn ai có nhu cầu xin file để mà in lớn thì sư cũng sẽ cho. Cái nguyên nhân thứ hai của in tranh nhân quả là ở ngoài cái gọi là tranh nhân quả nó sai nhân quả. Phải nói là sư nhìn sư rất là thương. Người ta muốn tìm hiểu đạo Phật mà người ta cứ gặp những cái thứ đó thì hỏi làm sao mà người Việt Nam mình đi lên được. Đó. Và gọi là cái hình ảnh thành công nhất đó là gì? Đó là những Phật tử của mình ở nhà, thì thay vì mình treo những cái bức tranh trang trí thì mình hoàn toàn có thể treo tường bằng tranh nhân quả. Nếu mà quý vị có đi chùa trên Á Răng Xây thì ví dụ như là vào cái khu vực mà trai tăng của chư tăng, quý vị để ý là có những bức tường là có cái dạng tranh nhân quả đó đó. Thì sư mong là sau này ở không chỉ ở chùa mà ở nhà chúng ta cũng sẽ có những bức tranh như thế, mang tính giáo dục và con cái. Cái thứ hai là về cái vấn đề là dạy tướng. Sư biết là khi mà sư dịch chú giải á, hàng Phật tử quý vị hiếm khi đọc lắm. Nhưng mà không sao, tại vì á, cái người cần đọc là những vị giỏi. Người ta là tướng, tức là người ta khi nghiên cứu kinh tạng, người ta sẽ có cái để người ta nghiên cứu. Rồi từ đó các vị đó sẽ rút tỉa ra phù hợp với mình và đem dạy lại cho mọi người. Thì như thế cái sức lan tỏa nó rất là lớn. Sư thì sư không có cái sự bỏng sẻn về pháp,
Nói thiệt là cái hồi mà sư mới suy nghĩ cái chuyện dịch đó, sư có một chút suy nghĩ bỏng sẻng xuất hiện trong tâm. Suy nghĩ bỏng sẻng là gì? Là bây giờ mình dịch chú giả ra như vậy á, thì mình mất đi cái đặc quyền là biết đi. Tại vì sau này người ta sẽ nói là cái này con cũng đọc rồi, con cũng thấy ở trong chú giả rồi, tại vì sư đã cho người dịch rồi. Thì có thể là sau này mình sẽ mất đi cái đặc quyền đó. Và mình có khi là mình sẽ, cái danh tiếng mình có thể bị suy giảm không chừng. Tại vì người ta biết rồi, người ta đâu cần mình dạy nữa. Nhưng mà sư lại nghĩ một điều là cái chánh pháp làm trọng. Nếu như mà cái danh tiếng hoặc là mình bị suy giảm chỉ bởi vì mọi người, càng nhiều người biết được chánh pháp thì nó tốt thôi. Và sư không quan trọng cái đó. Quý vị biết là cái hình ảnh thành công của cái này ha, là sau này quý vị sẽ gặp tất cả các vị pháp sư Nam truyền Bắc truyền leo lên pháp tòa giảng dạy, toàn bộ nói theo kinh, dẫn chứng theo kinh, có chú giải đàng hoàng. Quý vị nghe là mình đều nghe được chánh pháp, không ở đâu mình nghe tà pháp đó. Và nghe là nghe có, được gọi là có cơ sở, chứ không phải là tự vị pháp sư đó tưởng tượng ra. Và cái nội dung giáo lý ấy, nó thống nhất, chứ nó không có cái chuyện mà đi theo tổ để rồi đầu này đá đầu kia. Thì đó là hình ảnh thành công mà sư tưởng tượng. Đương nhiên thì nó rất là khó, cho nên là được tới đâu thì hay tới đó. Trong khi sư còn sống thì sư nói rồi, cái chuyện gì sư làm được thì sư làm. Quý vị thấy là cái cách mà, nếu như quý vị có theo dõi sư trên YouTube thì quý vị sẽ thấy là cái cách dạy của sư nó rất là thẳng, và có khi nó đụng chạm ngay cả những vấn đề tế nhị. Nói là trong lòng của sư thì sư cũng âm thầm mong là đến một lúc nào đó đó, người ta sẽ dịnh vào những cái lý do này lý do kia, người ta công kích sư, thậm chí là người ta chù dập sư. Khi đó thì cái đất Việt Nam này nó không còn cái chỗ nào để cho sư ở nữa. Thì sư chỉ đơn giản, sư về rừng, sư kiếm chỗ sư tự tu. Cái mộng của một vị tỷ kheo là được về rừng, sống độc cư một mình, tự mình tu. Cho nên khi mà sư còn cái duyên với chúng sanh, đặc biệt là với cái lòng của sư với người dân Việt Nam mình, thì ai hữu duyên tới độ thì sư sẽ tới độ. Còn khi mà không đủ duyên nữa thì sư lui về ở ẩn. Những thứ sư để lại thì hữu duyên họ sẽ tiếp thu. Và cái tư tưởng mà sư để lại, sư mong thì cũng có người tiếp thừa. Đó. Còn cách tiến hành ngắn gọn thì như bây giờ quý vị thấy sư làm tới, đi tới đâu làm tới đó thôi, cũng sư cũng đi từng bước thôi. Cho tổ chức khóa thiền mỗi 3 tháng một lần, rồi thuê họa sĩ vẽ tranh nhân quả, rồi cho người dịch chú giải và theo cái phương án mà sư vừa nói hồi sáng. Thưa sư, nhờ sư giải thích giúp con về các căn tánh thông qua dáng đi. Nó có 3 kiểu dáng đi, thông qua đó mình có thể biết được một phần căn tánh của mình. Thí dụ như người căn tánh tham á, thì họ đi rất là nhẹ nhàng, đi đẹp lắm, đi nhẹ nhàng, êm ái lướt, bước chân uyển chuyển, đó là căn tánh tham. Nhớ giùm sư, ở đây sư không có chê trách gì hết nha, chỉ đơn giản đó thể hiện căn tánh tham của người ta thôi. Cái thứ hai, người căn tánh sân á,
thì họ bước đi nhanh, mạnh, dứt khoát. Thì đó là kiểu căn tánh sân. Cái người căn tánh si á, thì bước đi như là người dò đường vậy đó. Dù nhất chân lên, dò một hồi thì mới đặt chân xuống. Và khi đi như vậy á, nó có cái vẻ là nó không có vững. Thì đó là biểu hiện ba cái căn tánh tham sân si. Tuy nhiên, căn tánh nó có xấu là tham sân si tầm tính trí. Cách thể hiện á, nó còn thể hiện qua nhiều phương diện nữa. Bây giờ hôm nay sư coi như bữa cuối sư hé ra luôn ha. Quý vị ăn á, quý vị thấy là mình có dán cái tờ ở trên cái mặt. Đó là để sư đánh dấu là người thích ăn ngọt và người thích ăn chua. Thì cái người mà căn tánh tham á, họ thích ăn ngọt. Còn người căn tánh sân họ thích ăn chua. Thì sư thông qua cái gì? Sư thông qua cái kiểu ăn của quý vị và cái kiểu đi thiền của quý vị để sư biết là quý vị nghiêng về căn tánh nào. Nhưng mà đương nhiên là sư còn lắng nghe, sư xem nữa. Tại vì nó chỉ đơn giản thể hiện là tham, ăn thì chỉ có tham và sân thôi. Còn đi thì tham, sân và si. Nó còn ba cái là tầm, tính và trí. Thì những cái đó là những cái phải quan sát. Thì sư thông qua cách ăn nè, cách đi nè, rồi cái cách nói chuyện, cái vấn đề mình gặp phải, thì sư biết là cái căn tánh của quý vị là căn tánh gì để sư có hướng dẫn phù hợp. Đó. Mà sư nghĩ là cái này thì không có một khóa thiền nào làm. Không sao hết, người ta không làm mình làm thôi. Thưa sư, buổi sáng con có nghe sư nói câu con gái ma vương có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị có những cái hình ảnh âm thanh mà nó làm quyến rũ sư, thì sư gọi là con gái ma vương. Bởi vì khi mà sư tiếp xúc thì sư phải thu thúc mình lại, phòng hộ mình lại. Chứ nhiều cô thì cũng dễ thương lắm chứ. Thành ra là sư cũng phải thu thúc lại chứ. Sư còn phàm mà. Thành ra sư phải cố sư thu thúc mình. Đó. Rồi nhiều người thì họ đến họ đảnh lễ sư mà cái cổ áo họ hơi rộng thì sư cũng phải thu thúc chứ. Rồi có khi là họ đến họ đặt bát sư mà họ mặc cái đồ nó, xin lỗi là nó chỉ rộng hơn cái đồ lót tí xíu thôi, thì sư nhìn thì nó cũng kẹt đó. Sư nhìn gần á, nhìn tầm 2 mét thì nó trúng ngực người ta, mà nhìn cúi xuống đùi người ta thì những lúc đó sư phải thu thúc chứ. Thì đó, chính bởi vì những con người mà làm sư phải thu thúc cái tâm của mình, thì sư gọi đó là con gái ma vương. Thưa sư, nếu vị tăng dùng không hết đồ ăn hoặc qua giờ ăn mà phải ngưng bữa để cho người cư sĩ đổ bỏ phần ăn đấy, trường hợp cư sĩ được thuê để dọn rửa, thì việc đổ đồ ăn thừa ai sẽ là người mang tội? Thứ nhất là không có ai mang tội hết. Tại vì khi mà sư đi ra một số vùng á, sư đi ra ngoài Bắc, thì một số người họ thích dọn cái mâm cho các sư rất là nhiều. Và sư nói dọn gì ăn sao hết, thì các vị đó nói thì sư ăn xong tụi con ăn cho có phước. Thì nhiều người họ thích như vậy, tức là thích ăn đồ ăn thừa của chư tăng. Và trong kinh á, thì cũng có nói là trong những trường hợp đó là họ cũng từng có căn duyên. Cho nên là sư không có phản đối cái đó. Thành ra khi ăn thì sư giống như quý vị mình đi ăn ở bên Phật giáo phát triển á, là cái đồ mình gấp đồ ăn là riêng, mà cái đồ để mình ăn là riêng. Sư không có để cái đồ mà nó bị gọi là nó pha cái nước bọt của mình pha vào trong đó. Cho nên là khi mà quý vị lấy thì nó hoàn toàn là có thể dùng được tiếp không, hoặc là thậm chí quý vị cất tủ lạnh ăn tiếp vẫn được, không sao hết. Còn nếu như mà đổ, trong trường hợp đổ, thì sư khi mà sư ăn xong, sư có suy tư như thế này: đồ ăn còn lại thì sẽ có chúng sanh nhờ vậy nó được no. Thì có nghĩa là sư đã có tác ý bố thí. Thì sư bố thí một là cho những người mà họ có cái kiểu suy tư như thế, họ có thể họ ăn, họ có ăn cũng được không sao.
À, thì như vậy họ được no bụng. Rồi nếu như họ đem đổ bỏ thì những con kiến, con gián, con chuột, con chó vân vân nó cũng được no bụng. Thì như vậy mình ăn xong rồi mình cũng có thể bố thí. Còn những vị mà đem đổ bỏ đồ ăn thừa thì cũng thế. Khi các vị đó đổ thì cũng có con chuột, con kiến, con gián nhà vậy mà nó được ăn no. Cho nên là mình không có sợ cái đó. Chỉ là mình tránh đổ những cái chỗ mà nó quá, ví dụ như mình đổ vào thùng rác. Thì khi mình đổ thùng rác rồi mình rác á, nó phủ lên trên, thì như vậy thì không có con này con kia ăn được, thì cái đó là không có nên. Và thầy câu hỏi tứ thường túc là gì? Quý vị biết là có đôi khi á, cái tâm của mình nó quên, tự nhiên nhắc tới cái đó tự nhiên cái nó quên luôn. Thì đó là đôi khi cái quả của cái si phần á, quả của tâm si á, nó hiện lên. Thì có một cách là sư tập trung cái tâm của mình á, thì một hồi sư suy tư chú vào đó, chuyên chú vào đó, thì một hồi tự nhiên là nó nhớ, nó vỡ vấn đề ra. Nhưng mà có đôi khi thì do cái thời gian hạn hẹp á, sư không muốn quý vị mà ngồi đó mà chờ ông sư ông rặn ra được cái từ đó, thì cho nên có đôi khi sư bỏ qua, như hôm qua sư bỏ qua vậy đó. Nhưng mà khi mà đứng dậy, vừa đứng dậy là sư nhớ, đi vài bước là sư nhớ ngay. Thì cái tứ thần túc á, là dục cần tâm thẩm. Tứ thần túc là bốn cái nền tảng cho một người chứng đắc thần thông. Dục ta gọi là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Dục là gì? Là mình phải mong muốn. Mình phải mong muốn hành thiền, mình mong muốn có thần thông thì mình mới có được chứ. Thành ra nó là cái yêu cầu đầu tiên là mình phải có sự mong muốn. Cần là sự nỗ lực tinh tấn phù hợp. Mình muốn có thần thông mà, thì mình phải nỗ lực tinh tấn để mình đạt được thần thông. Tâm là sự chuẩn bị tâm phù hợp. Mình thí dụ như một cần một nội tâm trong sạch nè. Còn cái đề tài như thế nào để mình có thể đạt được cái đó, đó. Rồi thẩm á, tức là mình cần hiểu là mình cần chuẩn bị cái gì. Thẩm hay thẩm sát là mình xem coi là mình muốn có thần thông như vậy mình cần phải chuẩn bị cái gì. Thí dụ như mình cần phải giữ giới nè, cần phải hành thiền 10 ca si ná nè. Rồi khi mà chứng được tứ thiền ca si ná này thì mình tiếp tục qua ca si ná kia, vân vân. Thì đó là thẩm ha. Thì đây là bốn điều kiện để mà mình thực hành để mình đạt được thần thông. Như ý có nghĩa là thần thông. Tại vì cái thần thông đều là ý muốn ha. Ví dụ như một vị mà sử dụng thần thông mà độn thổ thì vị ấy nhập vào đề mục đất, ra nhập vào tứ thiền đề mục đất, ra khỏi tứ thiền đề mục đất, và vị ấy muốn rằng mặt đất hãy là mặt nước, thì khi đó đó là đất nó sẽ thành nước với vị đó, và vị đó là độn thổ. Thì toàn bộ đều là ý muốn ha. Còn cái túc ở đây có nghĩa là cái nền tảng nha, chứ không có cái chân nào ở đây hết trơn á. Xin sư cho con hỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ đình Nam Tông là gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức thống nhất tăng ni ở mà có cái tôn giáo, có cái lòng tin theo Phật, tu theo Phật ở Việt Nam, bao gồm tất cả các hệ phái Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ. Còn tổ đình Nam Tông thì đây là cái nơi những cái ngôi chùa đầu tiên khi mà Phật giáo Nam Tông về đến Việt Nam, ví dụ như là ở Bửu Quang, thì đây là gọi là, người ta gọi là tổ đình, tức là những cái vị mà đầu tiên khi mà về Hoằng Pháp thì các vị xây những ngôi chùa đầu tiên ở đó, thì chúng ta gọi là tổ đình ha. Bạch sư, khóa thiền này con hiểu được thiền Vipassana là một phương pháp giúp mọi người nhận ra tất cả sự vật, hiện tượng trong đời sống hiện tại đều là vô khổ, vô thường, vô ngã. Khi này người cư sĩ chưa xuất gia có hai lựa chọn:
tiếp tục sống đời hiện tại và sẽ không thấy được ý nghĩa việc đời của họ là gì, nhưng chắc hẳn họ phải có một lý do nào đáng để sống tiếp chứ. Thứ nhất á, là đối với hàng cư sĩ, khi mà chúng ta thấy được bản chất của đời là vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta thôi ảo tưởng. Nó giống như là chúng ta có một cái viên thuốc mà nhờ biết uống viên thuốc đó chúng ta tỉnh. Còn trước đó chúng ta cứ ngây ngô như là một đứa bé vậy. Mà khi chúng ta tỉnh ra như vậy, chúng ta thấy được bản chất của thế gian, thì nếu như nó có cái mệnh hệ gì mình cũng không buồn. Và mình có được cái sự chuẩn bị trước. Thí dụ như khi mà mình cầm cái ly, mình biết bản chất cái ly là nó sẽ vỡ. Có lần sư có một bộ ly quý lắm, một cái ly 2 triệu, một bộ ly bằng pha lê, một cái ly trị giá tới 2 triệu một cái, rất là quý. Nhưng mà khi mà mình nhìn nó thì mình nhớ cái bản chất của nó là sẽ vỡ, và sự trông đợi đối với nó là sự vỡ. Cho nên là mình biết chắc chắn kiểu gì trước sau nó cũng vỡ. Đương nhiên mình giữ gìn thì mình vẫn giữ gìn, nhưng mà mình hiểu. Thành ra khi mà nó vỡ từng cái, từng cái, từng cái, mình thấy cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên, mình biết rồi. Quý vị cũng vậy, mình mua một cái xe mà mình biết được cái đặc tính nó phải như thế thôi, thì đến hồi nó thay đổi thì mình đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Khi mà sẽ đi đám tang á, thì nó có hai loại đám tang. Một là đám tang của cái người chết trẻ, hai là đám tang của người chết già hoặc là bệnh trầm kha lâu năm. Hai đám tang khác nhau lắm. Đám tang những người chết trẻ đó, người ta khóc dữ lắm. Có khi là cái người thân chết lên chết xuống, khóc dữ lắm. Bởi vì người ta không nghĩ là đang sống sờ sờ như vậy bây giờ ra đi. Thành ra người ta buồn, người ta đau lòng. Còn đám tang của người chết già hoặc đám tang của người chết bệnh trầm kha, sư thấy mọi người nhẹ nhõm. Tại vì họ chuẩn bị từ trước rồi, họ biết trước rồi. Thành ra khi mà nó đến thì họ chấp nhận nó rất là dễ. Thì mình ở đời cũng vậy. Mình nhìn người, mình biết mọi người đều có sự chờ đợi là sự thay đổi. Thành ra đó, khi mà còn ở với mình thì mình lo trong cái phận sự của mình. Nhưng khi mà họ thay đổi thì mình biết đây là cái chờ đợi họ, đây là chuyện đương nhiên. Thì như vậy mình sẽ không có buồn, không có giận khi mà người bạn đời của mình thay tâm đổi dạ. Mình không buồn, không giận khi mà đứa con sau này nó không thương mình nữa. Mình không buồn, không giận khi mà người thân mình bỏ mình ra đi. Thì đó là cái sự lợi ích lớn nhất khi mà chúng ta nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã. Và khi chúng ta nhận thức như vậy đó, chúng ta sẽ không chạy đi kiếm tìm những cái bọt bong bóng đó để mà vì nó mình phải làm ác. Thí dụ như mình sẽ không vì nó mà mình làm ác để chi? Để mình nhận được một cái hợp đồng nhiều tiền. Bởi vì mình biết tiền rồi nó cũng sẽ hết, nhưng cái nghiệp thì nó còn. Mình ý thức được chuyện đó, thành ra là mình sẽ bớt đi những cái chuyện tạo nghiệp không cần thiết. Hai, xuất gia đi tu, phần còn lại của họ, gia đình họ có hai khả năng này. Thứ nhất, gia đình của họ không quá khổ, ít nhất gia đình tự lo cho được kinh tế khi thiếu vắng họ. Thứ hai, gia đình của họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, ví dụ trường hợp họ đang là trụ cột kinh tế trong gia đình của họ, vậy xuất gia tu có thực sự lựa chọn tốt? Tóm lại con chỉ thấy một trong ba trường hợp trên có kết quả tốt mà thôi. Chả nhẽ Vipassana lại như thế sao? Khi mà đất nước bị giặc xâm lược thì những người lính là ai? Là những người trụ cột trong gia đình, là những người chồng, là những người cha. Họ bỏ cuốc, họ cầm súng, họ bỏ trâu, bỏ cày, gọi là
vợ con anh ơi, cái ruộng là ruộng nương anh gửi bạn thân cày, căn nhà tranh thì mặc kệ gió lung lay đó. Thì khi mà họ bỏ họ đi như vậy đó thì người ta gọi đó là gì, là anh hùng, là những người bỏ cái riêng để đi đến cái chung. Nhưng mà theo sư được biết, những người đó họ không nghĩ lớn lao được như vậy, họ nghĩ đơn giản lắm, giặt tới nhà mình không đứng dậy thì nó sẽ làm gì với những người phụ nữ trong gia đình mình. Chính bởi vì như vậy, sau lưng mỗi người lính là những người phụ nữ ở nhà. Họ bảo vệ là họ bảo vệ người gia đình họ. Muốn động đến gia đình họ phải bước qua sát một chút. Đó là suy nghĩ đơn giản của người lính. Mà khi sư biết cảm động, họ không suy nghĩ lớn lao tổ quốc, rồi giặt xâm lăng hay cái gì, họ chỉ đơn giản họ nghĩ những người vợ, những người con, những người em trong nhà. Thành ra là họ muốn bước vào nhà họ phải bước qua họ trước, đơn giản thế thôi. Và chúng ta gọi đó là những người hùng. Ở đời cũng vậy, chúng sanh vì khổ trong sự già bệnh chết, bởi vì họ bị thiêu đốt bởi tham sân và si, họ sống như những xác chết, và khi họ chết họ xuống địa ngục. Có bao giờ quý vị nhìn thấy cha mẹ mình và suy tư cha mẹ mình nếu chết thì cha mẹ mình sẽ đi lên hay đi xuống chưa? Và sư thôi, sư không nói người khác, sư nhìn người thân của mình á, sư thương trước là thương người thân của mình, trước người thương người thân của mình. Mình có lòng mong mỏi làm sao để giúp cho gia đình của mình được đi lên, chứ còn cái kiểu sống vô minh thế này, tạo nghiệp chết là đi xuống. Thành ra đó, mình xuất gia, sư xuất gia. Xuất gia là để lo cho gia đình. Rồi sau này mình nhìn thấy Phật tử mình thương thì mình lo luôn cho Phật tử đó. Thì như vậy đó, những người xuất gia nên gọi là những người hùng, bởi vì họ bỏ lại cái riêng tư, họ bỏ lại những hạnh phúc nhỏ nhoi trong mái ấm, mà họ bước ra họ dấn thân. Để chi? Để họ tu. Khi mà chưa giác ngộ thì cũng gieo duyên thoát khổ cho rất nhiều người. Suốt thời gian tu của sư, sư những người có duyên với sư, sư đã giúp đỡ rất là nhiều. Rồi khi mà mình chứng đắc đạo và quả thì mình cứu giúp họ thoát hẳn ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Còn bây giờ nếu mà mình chỉ có chui rút ở trong nhà, mình tự hài lòng với một gia đình nhỏ nhoi ấm cúc thì xong rồi, đời người mấy mươi năm, đến khi mình chết rồi thì mình và người thân của mình đi lên hay đi xuống? Thành ra đó, cái chuyện xuất gia đó là một cái chuyện cao cả và không dễ. Đương nhiên mọi thứ đều cần phải có sự hy sinh. Như người lính vậy, khi họ đứng lên thì vợ con họ, ruộng nương của họ, họ và họ hiểu có khi họ phải bỏ luôn cả cái mạng của họ nhưng họ vẫn đi. Người tu cũng vậy, họ phải hy sinh, hy sinh hạnh phúc nhỏ nhoi của trong gia đình. Và thậm chí họ hiểu là đời tu có khi họ phải bỏ cả cái mạng của họ trên con đường tu tập đi đến sự chấm dứt sanh tử. Cho nên là quý vị nghĩ chả nhẽ Vipassana lại như thế sao? Thì Vipassana là như thế đó. Kính bạch sư Hoan Hỷ, cho chúng con được biết ông bà chúng cha mẹ chúng con đã mất và muốn được cúng dường sư Tam Bảo, con thay mặt ông bà cha mẹ để cúng dường được không, và lắp cách nào sẽ như thế nào cho đúng? Mình không có thay mặt được, chỉ trừ một trường hợp như thế này nè, là cái này là trường hợp ở trong chú giải Ngạ Quỷ Sự.
Thì có nhắc đến một cái con ngạ quỷ khi xưa đó, nó thường, nó cũng đi làm bình thường thôi, nó hay đi lượm mót tiền rồi khi nó giấu. Nhưng mà khi nó chết, do nó không bố thí, không có làm phước, cho nên nó sanh làm loài ngạ quỷ, nó rất đói và khổ. Thì một vị tỷ kheo khi đi ngang qua đó, nó hiện và nó báo cho vị tỷ kheo đó là: con xin ngài về nhà của con ở chỗ đó đó, chỉ cho người nhà con biết là tiền bạc tài sản con giấu ở chỗ đó, thì xin nhân danh con làm phước giùm con. Thì vị tỷ kheo nhận lời, đi đến ngôi nhà đó và thông báo với gia chủ. Gia chủ đào cái hũ đó lên và lấy vàng ở trong đó đi bố thí làm phước, và sau đó nhân danh người thân của mình và hồi hướng phước. Thì khi đó con ngạ quỷ nó được sanh thiên do nhờ cái phước mà nó làm. Thì chỉ có trường hợp đó thôi. Thí dụ như đó, người thân của mình mà biết rồi báo cho mình biết là nhân danh của người đó để làm phước thì mới hưởng được. Thì những trường hợp còn lại, chúng ta chỉ đơn giản là mình lấy tài sản của mình hoặc tài sản được thừa kế của mình, mình bố thí, mình làm phước, sau đó mình hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc nói chung. Thì như vậy, nếu như người thân của mình đang ở cảnh giới đau khổ thì họ cũng có thể nhận được cái phước mà mình hồi hướng. Như sư nói hồi sáng, đừng có coi thường. Có khi người thân của mình đầy ở xung quanh chùa nhưng mà họ không có giống như là những người ăn xin đứng chờ đâu. Mà khi họ đứng đầy xung quanh như vậy đó, mình làm phước, mình hồi hướng, thì những vị đó được hưởng cái phước mà mình bố thí nè, mình giữ giới nè, mình hành thiền nè, mình hồi hướng. Các vị đó là sẽ có được dung sắc tốt nè, sẽ có được oai lực nè, có được thần thông nè. Cho nên là có khi là bây giờ chư thiên đứng đầy xung quanh, mà chư thiên trước khi làm chư thiên có khi trước đó là đang là cái hàng ngạ quỷ đang rất là khổ. Nhưng mà nhờ mình bố thí hồi hướng phước thì các người thân của mình á chấm dứt kiếp ngạ quỷ và được sanh thiên, và đang chư thiên đang đứng đầy xung quanh nơi đây, toàn là quyến thuộc của quý vị. Đó. Thành ra là mình cứ làm theo cái cách mà trong những ngày qua mình bố thí làm phước, sau đó là đọc rồi mở miệng hồi hướng. Sư nhắc nha, phải mở miệng hồi hướng ra lời chứ không có nên nguyện ở trong tâm. Bởi vì nguyện trong tâm người ta không nghe được nha. Mong sư có thể tổ chức khóa học cách nuôi dạy con cái theo Phật pháp. Khóa học này có thể online hoặc trực tiếp. Cái người hỏi câu này thì quý vị nên là người đứng ra chuẩn bị tổ chức hoặc tìm kiếm những người có khả năng. Hoặc là bất kỳ quý vị đang nghe ở đây, nếu quý vị thấy mình có khả năng thì nên đứng ra. Nó giống như có người thưa với sư là mong sư có dịp thì sư qua Mỹ sư hoằng pháp. Thì cái anh người Úc á, ảnh nói là anh mời thiệt hay anh mời chơi? Kiểu như mời xã giao á, mời chơi thì thôi, mà mời thiệt á, anh phải về anh liên kết những cái người Phật tử ở Mỹ, rồi sau đó đó anh lên một cái lịch các cái đạo tràng, rồi cho một cái, cho sư một cái lịch đó là từ điểm này tới điểm này tới điểm này, rồi sư xem, rồi sư cho báo trước cái ngày sư sẵn sàng, rồi khi đó đó anh lo cho sư cái giấy mời, lo cho sư cái visa, lo tất cả mọi thứ để sư đi qua. Chứ còn mình chỉ đơn giản mình nói như thế thì mình chỉ là mời xã giao chứ làm sao mà sư đến được. Thì những cái kiểu như vậy thì chúng ta cũng rút kinh nghiệm. Khi mà chúng ta muốn thì sư sẵn sàng. Tức là bây giờ quý vị nhận được sự đồng ý của sư. Nhưng mà cái chương trình như thế nào,
rồi mình quảng bá ra làm sao, tổ chức ở đâu, rồi cái kinh phí như thế nào, là mình phải lo, mình chuẩn bị. Sư biết nhiều vị là có khả năng tổ chức sự kiện rất là tốt, mình thậm chí mình có thể thuê một cái hội trường, hoặc là mình mượn đất của một ngôi chùa mình tổ chức sự kiện, hoàn toàn có thể được. Nhưng mà quý vị nên đứng ra làm. Tại vì tại sao sư không tự đứng ra sư tổ chức? Bởi vì sư chỉ có hai tay thôi, cái đầu sư chỉ có nhiêu đó thôi. Bây hiện tại bây giờ đang có rất nhiều cái để mà sư phải lo. Thành ra đó, bây giờ sư không thể nào mà lo quá nhiều được. Thí dụ như nó có sẵn hết rồi, chỉ mời sư đến giảng, nó khỏe lắm. Quý vị biết là để tổ chức được một khóa thiền 10 ngày như thế này, ban tổ chức phải chuẩn bị trước tối thiểu là 1 tháng, mà có khi là 2 tháng để dư giả. Chứ không phải là cái chuyện mà dẫn chơi. Kính bạch sư, con có 2 pháp danh. Một pháp danh bên Bắc Tông, và tham gia khóa thiền này con có thêm một pháp danh bên Nam Tông nữa. Vậy con nên dùng pháp danh nào cho đúng luật, có thể dùng luôn 2 pháp danh cho 2 bến được không? Khi sinh hoạt bên Bắc Tông dùng pháp danh Bắc Tông, sinh hoạt Nam Tông dùng pháp danh Nam Tông. Thực tế thì cái pháp danh á, mình muốn dùng như thế nào cũng được, không sao hết trơn. Giống như mỗi người á, nó có nhiều nhiều cái tên nha. Ví dụ như bây giờ tên của sư, mọi người gọi sư là sư Hạnh Tuệ. Có người bạn đồng tu với sư thì gọi sư là Đại Đức. Còn những người đời á, làm giấy tờ thì gọi là Vũ Mạnh Trí. Còn gặp những cái tay mà không biết đạo thì gọi là Anh Trí. Về nhà thì có khi là gặp cô chú chưa có hiểu đạo thì cũng gọi là Thằng Trí. Thì nó cũng là những cái tên, toàn bộ đều là những cái tên. Thì người ta muốn gọi mình cái gì đó người ta gọi, miễn sao để xác định con người của mình đang chỉ về mình là đủ rồi. Cho nên là quý vị có 2 pháp danh thì muốn dùng sao cũng được hết trơn á, không có vấn đề gì. Tại vì pháp danh là để chỉ định danh chính mình thôi, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi, đó là xong tất cả câu hỏi. Bây giờ có ai có câu hỏi trực tiếp không? Thì trong thời gian đó thì sư sẽ thông báo về thông tin khóa thiền tiếp theo. Thì dự kiến khóa thiền là cứ mỗi 3 tháng một lần, cho nên là khóa thiền sau nó sẽ rơi vào cuối tháng 2. Nếu như không có gì thay đổi, tháng sau, tháng 2 có 28 ngày thì có thể khóa thiền sẽ từ ngày 18 đến 28. Thì nó sau Tết. Có vị thì đề nghị là tổ chức ở trong Tết, tại vì Tết được nghỉ tới mùng 9 lận. Nhưng mà Tết thì mọi người bận, sư biết, còn phải lo ban giao tế lễ đằng trong đằng ngoài, cho nên là mọi người rất là khó tham gia. Và đó là chưa kể là những cái bạn phụng sự, bây giờ lực lượng phụng sự vẫn còn rất là mỏng. Mà Tết thì các bạn cũng phải lo gia đình, cho nên là tổ chức Tết không được thì có thể là sau Tết. Mà sau Tết thì có khi là quý vị sẽ bận rộn nhiều việc cũng khó, nhưng mà không sao, thì ai có duyên với sư thì đến tu với sư thôi. Dạ thưa sư, cho con hỏi là trong cái lúc mà mình thiền hoặc là mình ngồi thiền đó, thì mình có được suy tư về pháp hay không? Tại vì trong cái lúc mà con ngồi thì con không có nghĩ đến những cái vấn đề ở phía bên ngoài trong tâm của con, nhưng mà con có suy tư về pháp, thì có đôi khi thì con cũng hơi hoài nghi. Tuy nhiên thì bây giờ con đang áp dụng lại cái cách mà sư nói là buông, là có nghĩa rằng là bất kỳ một cái ý niệm gì nó khởi
con đều gặp nó xuống hoặc cái việc mà con buông, kể cả là suy tư về pháp hay là suy tư về bất kỳ một cái vấn đề gì đó bên ngoài, thì con đang năm năm con không biết, tại vì những cái lúc mà con suy tư về pháp thì con cảm thấy khổ rất là nhiều thứ. Thì sư cho con trả lời sự kết thúc hỏi đó. Khi mà mình tư về pháp á, nó thuộc về cái khía cạnh tùy niệm pháp. Cái tùy niệm pháp ở đây nó lúc bây giờ nó không phải là tùy niệm ân đức của pháp nữa, mà là mình đang suy tư về những vấn đề giáo lý sâu xa, thì nó đều được nha. Chỉ có điều á, là nếu như mà mình đang tập trung thì cái mục tiêu của mình á, là mình đang định, hoặc mục tiêu của mình á, là mình đang thực hành tứ niệm xứ, thì khi đó cái chuyện mà mình tùy niệm pháp nó sẽ làm cho tâm của mình bị phân tán. Cho nên là trong những thời điểm đó thì mình có thể mình buông bỏ, không có suy tư. Nhưng mà khi mình hành thiền xong thì mình hoàn toàn có thể suy tư. Ở trong kinh có rất nhiều những ví dụ, là thí dụ như Đức Thế Tôn nói sau khi Như Lai xuất ra khỏi thiền thì một suy nghĩ này đến với Như Lai. Hoặc là những ngày như là ngày Xá Lợi Phất thì cũng có bài kinh ngài nói là sau khi ra khỏi thiền thì một suy nghĩ này xuất hiện ở trong tâm của ta. Đó, thì nó hoàn toàn có thể ha. Khi mà chúng ta thực hành thiền hơi thở thì hơi thở của chúng ta nó sẽ dần nó trở nên nó nhẹ nhàng. Đó là do khi mà tâm của chúng ta nó càng định tĩnh thì hơi thở của mình nó càng nhẹ nhàng. Đây là cái chuyện mà bình thường. Rồi khi mà mình quan sát hơi thở thì hơi thở có khi là nó vào rồi nó ngưng một lúc, sau đó nó đi ra. Thì khi mà định của chúng ta là tốt, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát rõ toàn bộ cái thân của hơi thở, là từ giai đoạn nó vào cho đến khi giai đoạn nó ra. Nhưng mà khi mà định chúng ta chưa mạnh á, thì mình chỉ theo dõi một điểm thôi. Sẽ lấy ví dụ giống như là mình cái ống hút, đi ống hút ha. Mình khi mình hút nước vào rồi mình thổi nước ra, thì cái ống hút nó là một đoạn, một cái cột, thì mình chỉ chọn một điểm trên ống hút để mình theo dõi nước đi vào hoặc nước đi ra. Hoặc là một cái ống nước, ví dụ như một cái ống nước mà trong suốt, thì mình chọn một cái, nó chỉ trong suốt một đoạn thôi, toàn bộ còn lại là nó tối. Thì khi mình nhìn vào cái đoạn nước trong suốt đó, thì mình có thể mình thấy là cái dòng chảy của nước là nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Nhưng mà mình chỉ tập trung vào đúng cái điểm đó thôi, để mình biết là nước nó chạy qua chạy lại, chứ mình không có chạy theo cái lượng nước đó, mình chạy đi chỗ khác. Thì việc theo dõi hơi thở cũng vậy, mình theo dõi trên một điểm, và thông qua điểm đó đó mình thấy là hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Sao có nắm chưa? Dạ, kính bạch sư, con hỏi là để thấy cái tâm cho con hỏi về cái tâm tham ở trong cái đời sống hàng ngày. Ví dụ khi mà mình có điều kiện mình được lựa chọn, ví dụ mình chọn cái đồ ăn ngon hoặc là mình chọn những cái đồ đẹp như này kia, tức là mình được phép lựa chọn, có thể là đồ ăn ngon, đồ ăn bình thường, thì vốn dĩ nó là tâm tham đấy. Mình nhìn vào nội tâm của mình là mình thấy tâm tham nó sanh khởi. Nhưng mà như sư nói, người cư sĩ
thì không thể yêu cầu là một nội tâm hoàn toàn như là các vị tỳ kheo được. Thí dụ như các sư á, là để mà đối trị với tâm tham á, là các sư sẽ trộn chung luôn. Thí dụ như là sẽ trộn cơm nè, đồ mặn nè, canh nè, thậm chí là chè nè, dâu ua nè, trộn hết lại với nhau rồi sau đó là ăn. Thì như vậy á, đồ ăn nó không còn cái vị ngon nào nữa, nó chỉ đơn thuần ăn để no thôi. Thì đó là cái cách của các vị tỳ kheo. Quý vị nếu muốn, quý vị hoàn toàn có thể thực hành. Tại vì thực tế mà nói đồ ăn nó vào bụng mình nó cũng vậy hả. Rồi còn không được như vậy thì mình chỉ đơn giản là mình quan sát tâm của mình, mình tâm tham nhìn vào nó, và rồi thì mình vẫn tiếp tục mình ăn uống sinh hoạt thôi. Tại đời cư sĩ nó vốn dĩ là như thế. Khi ăn mặn có rất là nhiều thứ để ăn thì con cảm thấy cái tâm tham trong việc ăn nó rất là rõ. Khi mà chuyển qua ăn chay thì đơn giản là có cái gì ăn cái đó là ăn chay, thì nó rất là tối giản. Tại vì nhà con thì ăn mặn và trong cái cuộc sống tiếp xúc ấy, thì đi tiếp khách mà đi lên đồ ăn mặn nó rất là phong phú, thì mình ăn chay đơn giản là để diệt trừ lại bớt cái tham có gì ăn cái đó thôi. Nhưng mà bản thân thì trong cái đồ chay nó rất có cái lựa chọn, thì mình vẫn chọn đồ này hoặc đồ kia. Thì nếu mà mình chọn cái đồ dở thì mình ăn thì nó cũng kỳ kỳ, nó cũng là cái là tâm suy. Nếu mà mình chọn đồ ngon thì có phải là nó tham hay không thì nó hơi băn khoăn một chút xíu. Thành ra hỏi sư phải hỏi là mục tiêu của quý vị là cái gì. Nếu mà mục tiêu quý vị là để thiểu dục truy túc và để diệt trừ tâm tham thì phải là mình có cái gì mình ăn cái đó, để ý mình lựa chọn. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mình lựa chọn món ăn chay thì cái đó nó cũng là tâm tham, do mình tham mình muốn nó mới có cái sự muốn lựa chọn. Tức là mình lựa chọn cái món này để mình ăn, mình lựa chọn cái món chay để mình ăn, hoặc là đi tiệc chung với mọi người thì mình muốn là mình phải kêu một cái món chay, một cái bàn tiệc chay cho mình, do mình là người ăn chay. Thì chính cái đó tâm tham tiềm ẩn mình không để ý. Thì nếu như mà mình mục đích của mình là để thiểu dục truy túc thì có cái gì mình ăn cái đó, và khi ăn như vậy mình có sự quan sát rõ nội tâm của mình. Khi mà quý vị quan sát rõ nội tâm rồi quý vị ăn thì đồ ăn nó bớt ngon nhiều lắm. Rồi hoặc quý vị có thể là lựa chọn theo cái cách của mấy sư, tức là mình hủy cái vị nó đi đó. Mình trộn chung nó lại, băm nhuyễn nó ra rồi trộn chung nó lại vào một cái tô, rồi sau đó mình ăn, thì như vậy nó không còn cái sự ngon nữa. Còn trong khi mặc đồ thì có khi đồ đẹp đồ xấu, cũng một lần nữa mình phải tự hỏi mình cái mục tiêu đời sống của mình là gì. Nếu như là để thiểu dục truy túc á, thì sư lựa chọn đơn giản lắm, mở tủ ra bóc chúng cái nào mặc cái đó, đơn giản thế thôi, mình không có lựa chọn. Hoặc là khi mình ra chợ một cái quầy rau củ quả thì mình bóc chúng cái nào mình lấy cái đó, hoặc có đôi khi chỉ đơn giản là cái nào gần nhất thì lấy cái đó, trong tầm tay của mình cái nào gần nhất thì mình lấy cái đó. Thì như vậy á, mình bỏ đi cái sự lựa chọn. Đây không phải là tâm si, mà đây cái mục tiêu của mình khi mình làm như vậy á, là để mình bỏ đi cái tâm tham tiềm ẩn. Thí dụ như hôm nay mình đi chợ không biết mua cái gì thì mình chỉ đơn giản là hôm nay đi ra chợ gặp cái quán nào, tiệm nào đầu tiên thì mình chọn cái tiệm đó thôi. Hoặc nếu mà lần nào cũng ăn hoài cái món đó mình chán thì mình nói là thôi bây giờ ngày hôm nay là ngày ví dụ như là ngày 17 đi, thì bây giờ mình đi ra chợ mình đi chừng 17 mét thì trúng cái chỗ nào thì mình ghé chỗ đó mình mua. Thì như vậy đó là mình sẽ không có sự lựa chọn nào. Còn
đời sống cư sĩ thì đôi khi là quý vị muốn đi chơi thì đương nhiên đó là tâm tham rồi nha. Hoặc là mình muốn đi làm mà ăn mặc cho tươm tất, bản thân tất cả những cái đó đều là tâm tham rồi, thì mình chỉ tương đối thôi. Chứ nếu như các vị tỷ kheo thì xin thưa các sư mặc y như vậy, sư đi thuyết pháp cũng vậy, ở chùa cũng vậy, có đi dự hội nghị cấp cao cũng vậy, cũng đúng cái tấm y này thôi, rồi có đi qua nước nào đó thì cũng tấm y này, nó không có thay đổi gì. Nhưng mà quý vị cư sĩ thì đôi khi nó khác, thì khi đó mình quan sát cái tâm tham của mình thôi, rồi từ đó mình ghi nhận nhớ, toàn bộ đều là đối tượng để mình quan sát. Đây, đây mời cô. Kính Phật sư, cho con hỏi, khi mà mình ngồi thiền hoặc là mình thiền thì sư có dạy là trong cái tâm của mình nó khởi vọng tưởng thì mình buông rồi mình hít theo cái hơi thở theo cái mũi của mình là không có để ý tới vọng tưởng đó, nhưng mà sao không thấy nó cứ lăn tăn, nó cứ vọng tưởng liên tục thì con kêu buông mà nó không chịu buông. Thì như vậy con luôn nhờ câu Phật hiệu Nam Mô Phật, con hít vào Nam Mô Phật, con hít ra, và con cứ như thế thì con thấy ổn hơn, con thấy nó yên hơn, và con còn vọng tưởng lăn tăn nhiều như trước kia con chưa dùng câu Phật hiệu Nam Mô Phật, thì như vậy có được không thưa sư? Đó là lý do mà về sau á, các vị sau mới phát triển thêm gọi là sổ tức quán, nghĩa là thở vào thở ra mình đếm số, thở vào đếm 1, thở ra đếm 2, ví dụ như vậy, đếm tới 8 quay lại 1 nha, chứ mình không có đếm luôn. Thì như vậy đó, một số trường hợp thì các vị cần một cái câu niệm ở trong tâm để mà mình buộc cái tâm mình lại. Cho nên cái chuyện mà cô niệm Nam Mô Phật thở vào, niệm Nam Mô Phật thở ra thì đều được, đó đều là một phương pháp để mà buộc cái tâm của mình. Dạ, cho con xin hỏi sư một câu nữa, như là những cái tâm tham sân và si suốt trong cái quá trình 24 tiếng đồng hồ trong khi ngủ luôn, và suốt trong thời gian tháng và năm và cả cuộc đời, thì cái nhân duyên ấy có phải là cái nhân tái sanh luân hồi không chị thưa sư? Mà nếu con luôn nhờ câu Phật hiệu Nam Mô Phật và con hành thiền như cái lời hồi nãy con trình với sư á, thì mình có thể thoát khỏi cái luân hồi sanh tử đúng không? Để mình mượn câu Phật hiệu và mình hít thở như thế để mình giảm thiểu đi những cái tham và sân si, để không còn cái nhân để tái sanh luân hồi sanh tử, thì con hiểu như vậy, không biết có đúng như lời Phật dạy, thưa sư tử đi chỉ dạy với con. Sư đề nghị cô như thế này nè, là cô có thể niệm vậy nè: con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Pháp, con xin nương tựa Tăng. Liên tục như vậy là mình giao cái mạng của mình cho Tam Bảo nha. Mình giao toàn bộ cái thân này mình giao cho Tam Bảo. Thì khi mà cái tâm cận tử cuối cùng á, thì mình vẫn là con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Pháp, con xin nương tựa Tăng.
thì mình có thể mình sinh thiên. Và đương nhiên là trong khi mình làm phước thì mình có lời nguyện, hoặc là trong tâm của mình lúc nào mình cũng có cái niềm mong mỏi là chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Thì như vậy á, khi nào mà mình đủ ba la mật thì mình sẽ được như ý nguyện. Dạ sư, con hỏi, con có nghe lần sư giảng là tâm xuất gia mà thân không xuất gia rồi, nhưng mà bây giờ con quên rồi, con sư nhớ là con nhớ là thân xuất gia và tâm không xuất gia, hai câu đó. Có nghĩa là có người á, tâm của mình á, là tâm ly dục, tâm xa lìa những phiền não, nhưng mà thân á, thì vẫn còn ở đời. Nói nhỏ nho nghe là mình đừng có tự hào là bây giờ tôi cũng chán tu tại gia, thì tức là tôi tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Xin thưa không phải. Mình chỉ là một chút xíu gọi là cái chút xíu như, giống như cái móng tay, móng chân này. Nó không có lớn đâu. Tại vì ở đời á, tâm của mình á, nó vẫn còn ô nhiễm dữ lắm, chứ nó chưa được đến cái mức độ là tâm mình ly dục, chưa được cái mức độ đó. Cái này á, là dành cho những vị thánh cư sĩ tại gia. Tức là tâm của vị đó, đó là tâm của bậc thánh rồi, nhưng mà thân của các vị đó thì vẫn còn là cư sĩ tại gia. Tại vì lúc bây giờ đối với các vị đó, cái chuyện đi tu hay không nó không quan trọng nữa. Đi tu là để chi? Tu là để mình hết phàm, mà các vị đó đâu còn phàm nữa, cho nên cái chuyện mà đi tu hay không nó không quan trọng. Thành ra mình tránh cái ngã mạn, mình cho mình là thuộc loại là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Tuy nhiên mình có thể được một chút cái móng tay, một chút xíu thì cũng được, chứ không phải không. Cái thứ hai á, là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Tức là thân á, thì mình sống xa lìa đám đông, mình sống, mình đắp y, mang bát, mình cạo đầu. Nhưng mà lòng của mình á, vẫn nghĩ về đời, vẫn nghĩ về cái chuyện hưởng dục đó, rồi vẫn ao ước cái chuyện hưởng dục. Thành ra sư cũng phải cẩn trọng đối với nội tâm của chính sư thôi. Sư đang là thân xuất gia, nhưng mà có khi mình phải cẩn trọng, chứ để không thôi là tâm của mình nó chạy về đời, rồi nó ao ước những cái sự hưởng thụ của đời, thì đó, khi đó nó sẽ là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Sư cho con hỏi là vừa sư nói là sư có quan sát thường xuyên á, là những cái thân tánh tham sân si, và cho đồ ăn thì là những cái thường xuyên nào thích ăn ngọt đáng đỏ đỏ đó, thích ăn chua màu xanh, vậy là ăn ngọt màu xanh, ăn chua màu đỏ. Rồi về các căn tánh thì nó phân chia thế này. Một á, là tự mình theo dõi cái tướng đi của mình nha, là tự mình biết được một phần. Cái thứ hai á, là dựa theo cái ăn. Thì cái người mà căn tánh tham á, một là họ thích ăn đồ ngọt, thích ăn đồ mềm, và họ ăn á, một cách nó khoan thai từ tốn. Còn người mà căn tánh sân á, thì họ thích ăn đồ chua, thích ăn đồ dai, và khi ăn á, thì họ ăn ngấu, ăn nghiến. Đó, đó là hai cái loại biểu hiện. Còn cái loại căn tánh tầm á, nên mình có tham sân si tầm tính trí. Tầm si á,
là mình lúc nào mình cũng phân vân hết trơn á. Mình cứ tự mình đặt những câu hỏi, mình cứ phân vân, mình không biết phải làm cái gì đó, cứ nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước, thì đó là người căn tánh si. Còn người căn tánh tầm á, là trong đầu của họ cứ suy nghĩ tùm lum hết trơn. Nó suy nghĩ rất là nhiều, làm cho tâm họ bị rối. Đó là người căn tánh tầm. Người căn tánh tính á, thì họ thích cái chuyện là lễ Phật, cái chuyện tạo phước. Họ rất là thích những cái chuyện đó. Thậm chí là thích cái chuyện trì chú, thích những nơi mà nó có cái mùi nhang khói. Thì đó là căn tánh tính. Người căn tánh trí thì thích tìm hiểu về kinh điển, thích suy tư những vấn đề giáo lý sâu xa. Thì đó là 6 hạng căn tánh và các biểu hiện. Với người căn tánh tham á, thì nói như cả, đầu tiên sẽ nói chung là tất cả các hạng căn tánh, mình không có nghiêng hẳn về một loại, mà đa phần chúng ta là loại hỗn hợp. Thế cho nên á, là khi thì mình biểu hiện là tham, khi mình biểu hiện là sân. Cho nên là nó không có cố định, thành ra là sư phải căn cứ theo tình hình nữa. Còn các cái đề mục thiền thì xin thưa là tất cả các đề mục thiền đều thích hợp tất cả các căn tánh. Chỉ có một số đề mục thiền mang tính chất là đối nghịch, đối trị với chính căn tánh đó thôi. Ví dụ như là cái đề mục mà quán bất tịnh đi, thì nó đối trị trực tiếp với tham dục. Thì người căn tánh tham á, họ thực hành thì nó mang tính chất là đối trị trực tiếp. Nhưng mà đối với người căn tánh sân á, thì nó sẽ là chướng ngại, bởi vì họ nhìn mấy cái thứ đó họ gớm, họ chịu không nổi, thành ra là họ rất là khó để họ tập trung và họ hành thiền. Thì với người căn tánh sân á, thì sư không có khuyên là họ thực hành những cái pháp như là quán bất tịnh. Nhưng mà cái người căn tánh sân á, thì cái niệm tâm từ á, nó lại đối trị trực tiếp với cái sân của họ. Tuy nhiên thực tế thì sư thấy một chuyện như thế này nè, người mà nặng về sân á, họ rất khó phát khởi lòng từ. Người tham họ lại dễ phát khởi lòng từ, người sân họ khó phát khởi lòng từ lắm. Thành ra là cái người bác sĩ giỏi là người tùy bệnh cho thuốc. Tất cả những cái gợi ý thì nó chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì tùy trường hợp cố định, chứ mình đừng nghĩ mình căn tánh tham. Thí dụ như tham nhiều mà trí ít thì thân quán niệm xứ, tham nhiều mà trí nhiều hoặc tà kiến nhiều thì thọ quán niệm xứ, thì sư không có khuyên như vậy. Mà sư sẽ cho quý vị thực hành hết. Tại sao? Chúng ta là những căn tánh tổng hợp. Thành ra khi mà chúng ta thực hành hết cả 4 niệm xứ thì chúng ta sẽ có thế mạnh của một cái niệm xứ. Chúng ta thực hành nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đó. Thay vì là mình cứ suy tư, mình băn khoăn về cái căn tánh của mình. Căn tánh nó chỉ mang tính chất đối trị khi mình gặp vấn đề thôi. Ví dụ như người căn tánh tham á, khi mà đau chân thì họ phải ngồi chết ở đó nha, phải cắn răng chịu đựng cái cơn đau, chứ không có cái chuyện là mình bóp, mình xoa chân, không có. Phải ngồi cắn răng chịu đựng cơn đau, theo dõi nó. Còn cái người căn tánh sân á, khi đau thì chỉ đơn giản là đau thì mình buông, mình đổi chân thôi. Ngồi không nổi nữa thì cứ đứng dậy đi thiền. Thậm chí là mình có thể mình kiếm cái ghế dựa mình ngồi. Còn cái người căn tánh tham á, thì không được như vậy. Người căn tánh tham thì họ phải giống như là kiêng khem khổ hạnh hơn cái người căn tánh sân. Bởi vì người căn tánh sân mà mình ép người ta như thế là người ta nổi sân lên, người ta thiền không được. Người căn tánh tầm á, suy nghĩ nhiều thì mình chỉ đơn giản, một là mình buông bớt đi những vọng tưởng, cứ cái nào đến thì mình buông. Hai là mình nương tựa
nha. Mình nương nhờ một cái gì đó để mà mình trú vào, thí dụ như là nương tựa vào một câu Phật hiệu, hoặc là nương tựa vào một cái điểm gì đó để mình trú, giống như là một người mà bị sóng đánh nó lay tới lay lui thì họ ôm cây cột để cho nó chắc, thì đó là người dành cho cái căn tánh si hoặc căn tánh tầm đó. Rồi người căn tánh tầm á, thì tránh cái chuyện thực hành thiền ở những cái nơi mà quá nhiều cảnh đẹp để mà mình có thể nhìn ngắm, tại nhìn ngắm hồi họ suy nghĩ lung tung à, nên thực hành ở những nơi mà tương đối kín, thì như vậy họ không có cái để mà họ suy tư. Còn người căn tánh si á, thì nên đi thiền ở những nơi rộng rãi thoáng mát để họ không có bị tù túng ở trong tâm. Rồi còn cái người căn tánh tham á, thì họ nên đi thiền ở những nơi mà nó trắc trở, thí dụ như là đường khó đi, đường trơn, rồi có nhiều nguy hiểm. Còn người mà căn tánh sân á, thì họ nên đi cái con đường nào mà nó đẹp đẽ, nó thoải mái, nó dễ chịu. Thì đó là cái chung, muốn tìm hiểu thêm thì học Thanh Tịnh Đạo ha. Dạ, thưa sư, cho con hỏi nè. Hôm qua con có nghe cái thuyết pháp của sư Sư Phước Hưng hả? Thứ nhất là cái chuyện đi thiền thì quý vị có thể đi dép cũng được, mà cũng có thể đi chân đất cũng được. Khi mà đi chân đất thì các cảm thọ của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà khi mà đi dép thì không có. Tuy nhiên khi đi dép thì mình có thể mình quan sát những thứ khác, ví dụ như là chuyển động của chân chẳng hạn. Phải nói là sư thì sư mong có thể là có một cái con đường mà lát đá mà đá mi cho quý vị đi chân đất lên trên đó tha hồ cảm thọ, đảm bảo mỗi bước mỗi chánh niệm. Thì không đi riết nó quen à, chứ không có gì hết trơn, không đừng có lo nó đứt chân, đi riết nó quen. Còn cái thứ hai á, là cho nên là cái đầu á, là quý vị muốn bỏ dép ra cũng được ha. Còn cái thứ hai á, là cái chuyện đắp y hở vai hay là quấn kín cổ, thì quý vị cứ để thứ nhất là để ý cái kiểu đắp y của mấy sư, thì Phật Thích Ca sẽ đắp y giống như vậy, một là hở vai, hai là từ Phật Thích Ca kín cổ đều được đó. Quý vị thấy mấy sư là không bao giờ có chuyện mà đắp y mà nó hở ngực, cho nên là cái tượng hở ngực thì không phải là tượng Phật Thích Ca. Còn khi nào các sư gọi là đắp hở vai, khi nào á, là mình quấn kín cổ, thì thông thường khi mà ở chùa hoặc á, là khi mà đảnh lễ một vị nào đó lớn hơn thì nên để hở vai. Tại vì khi mình để hở vai bên phải và mình hướng cái vai bên phải mình về phía vị đó, nó mang cái ý nghĩa là mình tôn kính. Nó giống như là một cái thông lệ vậy đó. Tại vì thông lệ ở Ấn Độ á, khi mình hướng vai bên phải mình về phía người nào thì mình tỏ lòng tôn kính, và cái vai bên phải đó nên để trần, tức là mình không có che giấu cái gì hết.
Còn một số trường hợp cần phải quấn kín vai, tức là thứ nhất là khi vị tỷ kheo đó không có ở trong chùa mà đi vào trong xóm làng. Cho nên là nó kỳ, chứ còn thực tế mà nói, tại vì đây trong khóa thiền thành ra sư phải mặc nghiêm túc. Chứ còn nếu không thì sư kể cái vai trái, sư đi vòng vòng ở trong chùa thì cũng, hoặc thậm chí sư ở trần đi vòng vòng trong chùa thì cũng không sao hết trơn. Chỉ có điều gặp Phật tử thì mình cần phải nghiêm túc thôi. Còn hành thiền cũng vậy, cũng phải nghiêm túc thôi. Chứ còn mà ở các cái trường thiền mà có chỉ có các sư với nhau, hành thiền chỉ có các sư với nhau, các sư lộn, thậm chí ngồi thiền lộn, để cái vai trái một bên có bị ở trần luôn, nó nóng cũng không sao hết trơn. Cho nên là mở thêm một cái nữa, quý vị ở nhà mà cái chỗ kính thì quý vị muốn mặc sao đó mặc, không sao hết trơn. Rồi khi mà đắp y quấn kính cổ là khi đi vào trong xóm làng, hoặc là đi vào nơi không phải là chùa chiền thì mình cần phải quấn kính cổ. Tuy nhiên khi mà mình đến những cái nơi mà vắng vẻ thì mình hoàn toàn có thể thoải mái. Cho nên thí dụ như mà sư do cái duyên sự nào đó, quý vị gọi là cho sư ở nhờ cái nhà tư gia của quý vị, thì khi mà sư đi vào trong phòng riêng, khi đó là nó kín rồi, thì sư hoàn toàn có thể sư cởi y vai trái ra, chứ không nhất thiết là sư phải đắp y đắp quấn y kín cổ. Nhưng mà khi đi ra khỏi phòng thì bắt buộc là phải đắp y kín cổ. Thứ nhất là mình xem là nội tâm của mình nó có suy nghĩ lung tung không? Dạ, thường không suy nghĩ. Như vậy thì có đôi khi mình để cái tâm mình nó quan sát thì nó chỉ là tâm quan sát, tức là tâm quan sát của nhãn thức. Ví dụ như mình nhìn lên trên này, không có cái gì mà nó có cái chủ ý đặc biệt, thì nó là tâm quan sát thọ xả. Thứ nhất là cái tuyển tập mà chuyện tiền thân của Đức Phật, cái bộ mà Chát Tát Cá đó, thì người ta xếp vào cái dạng là văn học hậu Phật giáo hơn là cái chính thống. Cái chính thống thì như là trong cái bộ Hạnh Tạng thì nó mang tính chất là chính thống, nhưng mà trong cái Chát Tát Cá đó được xem là mang tính chất là văn học Phật giáo hơn. Bởi vì những cái đó rất là khó để kiểm chứng, và có thậm chí có nhiều câu chuyện thì mình thấy nó mang cái hơi hướng là huyền bí. Thành ra là những cái mà Chát Tát Cá thì nó chỉ mang tính chất tham khảo, và sư thì sư không có chủ trương lấy những cái câu chuyện ở trong đó ra ví dụ khi mà sư thuyết pháp. Bởi vì sư thì cái gì nó cũng phải chắc chắn, chứ nó không có mơ hồ. Thành ra cái gì sư chỉ đơn giản sư không chắc thì sư không có đem ra xài thôi. Chứ sư thì sư cũng không có bài xích bài bác cái đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, là có những kiếp mà Đức Thế Tôn sanh làm cái loài súc sanh. Mình phải xác nhận một điều như thế này: khi Thế Tôn sanh làm súc sanh á, là do quả của ác nghiệp quá khứ. Nhớ giùm nha, chứ không có chuyện là nguyện, không có, không phải. Tại vì do một số truyền thống
quá tôn thờ Đức Thế Tôn, thành ra ngay cả những chuyện hồi xưa của Ngài thì mình cũng gọi là lấp liếm để mình tôn thờ Ngài. Như là thí dụ như do Ngài nguyện cho nên là Ngài cần phải làm súc sanh để bổ túc ba la mật, xin thưa không phải, mà do cái ác nghiệp quá khứ cho nên là Ngài phải sanh làm cái loài thú. Thậm chí có kiếp là Ngài sanh xuống địa ngục cũng không phải do nguyện độ chúng sanh ở dưới trên á, mà do cái ác nghiệp. Có khi Ngài sanh làm cái kiếp ngạ quỷ thì cũng vậy. Bồ Tát do đâu? Do Bồ Tát còn vô minh, chính còn vô minh cho nên mới luân hồi. Thì khi mà suốt cái quá trình vung bồi ba la mật á, thì có đôi khi Bồ Tát làm thiện, có đôi khi làm bất thiện. Nhưng mà khác với mình là Bồ Tát làm thiện nhiều hơn, bất thiện ít đi, nhưng cũng còn bất thiện. Cho nên là mình tránh cái dạng mà thần thánh hóa hình tượng của Bồ Tát. Ngài vẫn là một chúng sanh bình thường, chỉ là trên con đường hướng đến giác ngộ thì Ngài càng lúc càng hoàn thiện bản thân. Đó. Như là Ngài nói là thí dụ như trong suốt bao nhiêu kiếp khi Như Lai còn là Bồ Tát thì Như Lai chưa bao giờ tà hạnh với phụ nữ, thí dụ như vậy. Đó. Còn những kiếp mà Ngài sanh làm là súc sanh thì đó là do ác nghiệp của quá khứ. Do khi còn là Bồ Tát thì Ngài có làm cả thiện lẫn bất thiện và Ngài phải trả cái quả cho đó. Thành ra là mình đừng có bị sốc ha, không có vấn đề gì. Trên ngoài đường thì có nhiều lần con cúng dường với các vị sư, thì con lúc mà con cúng dường xong thì con nghe các sư đọc thở tầm những gì đó. Con cũng không biết, lúc đó con chỉ lưu con đây thôi, nhưng mà không biết là xin sư chỉ cho con là cái nó có cái nó có cái thì nếu như mình là cái người Phật tử thuần thành thì mình thấy các sư đi khất thực thì có khi là mình dừng lại để mình cúng dường. Thì kinh nghiệm cá nhân của sư thôi, thì sư tùy mỗi người. Thí dụ như là người ta vội vã hoặc người ta chưa có biết đạo á, thì mình chỉ đơn giản chúc quý vị an vui xong rồi. Mình không có níu kéo người ta lại để người ta chờ nghe tụng kinh, tại vì người ta chưa có hiểu đạo. Còn khi mà mình gặp những người mà hiểu đạo á, thí dụ như là quý vị đi, đặt thứ nhất là mình cúng là mình không nên cúng tiền khi mà gặp các vị đi âm bát ngoài đường. Bởi vì khi mình không cúng tiền, Phật tử mình không cúng tiền như vậy, nó sẽ diệt triệt tiêu mất cái loại giả danh nha. Mà ông sư thì khi người ta cúng đồ ăn thì ông phải nhận. Thì như vậy cái chuyện mình không cúng tiền khi gặp các sư khất thực ngoài đường, nó giúp khôi phục cái hình ảnh các sư ôm bát đi khất thực. Còn mình muốn cúng thì mình có thể mình vào chùa mà thiếu gì cách. Khi mình cúng như vậy đó thì đầu tiên là mình nên bỏ dép ra. Không, cái chuyện trước hết nữa là mình nên dựng xe ở cái chỗ an toàn. Nhiều người gặp các sư dựng xe giữa đường, hoặc là dựng xe ở cái nơi thiếu an toàn rồi chạy đi mua đồ. Đôi khi các sư phải canh xe giùm. Thì trước hết là mình phải kiếm cái chỗ dựng xe an toàn. Rồi sau đó đó mình đi đến gặp các sư, rồi mình bỏ dép ra. Khi quý vị bỏ dép ra làm các sư biết là đây là cái dạng mà cũng đã từng được hướng dẫn. Bỏ dép ra, đặt bát cúng dường, sau đó chắp tay lại đứng chờ một tí. Thì khi quý vị đứng chờ một tí thì các sư hiểu là quý vị có thời gian để nghe chúc phúc. Quý vị có thể quỳ hoặc đứng tùy. Ví dụ như chỗ nó bẩn quá quý vị đứng cũng không sao, đứng tay lại chờ một chút thì các sư hiểu là quý vị có thể nghe tụng kinh chúc phúc. Thì các sư sẽ tụng một thời kinh ngắn để chúc phúc quý vị,
Sau đó thì mình xá chào rồi mình đi lên xe bình thường. Còn khi mà quý vị vội vã thì các sư đôi khi là chỉ chúc thầm trong miệng thôi. Bởi vì sư đã từng gặp trường hợp là họ lên trên xe rồi họ đứng, họ ngoái lại, họ coi ông sư ống tụng cái gì. Thì như vậy á, nó mất cái trang nghiêm. Dạ, sư cho con hỏi là giả sử trong trường hợp là mình tụng kinh ở nhà sư, thì con có một thắc mắc, không biết là cái hàng ví dụ như là thân bằng quyến thuộc đó mà đoạn vào cái hàng nhà quỷ, nó có thể nhận được cái phước hồi hướng đó, họ có vô trong nhà được không, hay là họ chỉ đứng ở ngoài giống như trong kinh bức tường, ngoài bức tường của Đức Phật đã trước đó? Do chủ ý của mình, mình là chủ nhà nha, cho nên á, mình cho thì vào được, mà mình không cho thì không vào được. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ còn không vào được là do có người gác cổng. Mà người gác cổng ở đây là các vị thiên thần hộ pháp. Mà nhà mình thì mình đâu có tu gì như mấy ông sư đâu, mà mình đâu có thiên thần hộ pháp cho nhà mình. Cho nên thường á, đa phần nhà của cư sĩ á, là không có thiên thần hộ pháp. Thành ra là ai muốn ra ra, muốn vô vô à. Thành là có đôi khi mình đến, sư đến một số ngôi nhà sư thấy nó âm u lắm. Nó lạnh lẽo, nó âm u lắm. Thì có một số nơi các cái hàng phi nhân họ thậm chí họ có thể họ vào trong nhà mình luôn. Tại vì mình không có hàng rào, không có bảo vệ, không có gì hết trơn á. Thì ở đó nó mở ra hai vấn đề. Cái thứ nhất là mình có lòng mời, hoặc thậm chí mình không mời thì người thân của mình cũng có thể vào nhà mình được. Cái thứ hai là để tránh cái trường hợp mà gọi là ai muốn ra thì ra, muốn vô thì vô á, thì mình phải lo tu. Phải tu, mình có giới. Nếu ở nhà cư sĩ mình là người hiếu kính với cha mẹ nè, mình là người có trách nhiệm với vợ, sống có sự tôn trọng chồng đó, thì đặc biệt là mình có giới đó, mình thường xuyên bố thí và mình hồi hướng phước đến chư thiên, thì chư thiên sẽ nhòm ngó. Mà khi chư thiên nhòm ngó như vậy đó, thì thậm chí là có vị hoan hỷ đến trú ở trong nhà mình luôn, thì như thế mình coi như là mình có người bảo vệ. Thì trong trường hợp mình có người bảo vệ như vậy đó, thì mình có thể là mình mở miệng thông báo là có thân bằng quyến thuộc của tôi ở ngoài, thì xin chư thiên hoan hỷ cho họ vào đó. Mà muốn mà chư thiên ở lại á, thì nhà phải có sân để mình trồng cây, cây có hương. Ví dụ như bông, có bông hoa mà đẹp, có cái hương thơm á, mà trồng cái cây nó lớn nha, cây nó phải lớn thì chư thiên họ mới ở. Chứ còn những cái bụi cây nhỏ nhỏ thì sư không chắc là chư thiên họ ở đâu. Mà trồng những cây lớn á, như là có lần mà sư đi ra ngoài Hà Nội với Hòa Thượng, thì ở ngoài Hà Nội có những cái cây đa, cây đề mà cái rễ nó rủ xuống mà ở ngay ngã tư đường. Sư nói với ngài, cái này con tin là có đó. Thì ngài cũng xác định, cái này chắc có lẽ có. Tại vì những cái cây như thế thường thì sẽ có phi nhân ở. Phi nhân hay là chư thiên là do mình sống ác thì chư thiên họ bỏ đi, trống thì phi nhân họ vào. Còn nếu mình sống thiện, mình sống lành thì chư thiên họ sẽ ở chỗ đó. Sư có lưu một cái clip sư gửi cho ngài Hòa Thượng. Trời, cái clip đó mình nhìn là mình cũng rung. Tức là khi mà người phải nói là mình thiếu phước, mình mới đi cưa cây xanh. Tại vì mình cưa cây xanh, đặc biệt mấy cây lớn á, chư thiên họ không ở. Mà một cái thành phố mà chư thiên họ bỏ đi thì cái gì nó tới. Mà trong cái clip đó, tại sao sư đặc biệt là khi người ta cưa, chuẩn bị người ta cúng, người ta bày cái bàn, cái mâm ra người ta cúng để người ta cưa cây á, thì khi mà quay lên vô tình thì mấy cái lá cây á, cành cây lá cây, nó tự nhiên là nó ra hình một cái gương mặt người phụ nữ
nhìn mặt buồn à, nhìn cái đó mình mới biết sợ. Thành ra là nếu mình muốn chư thiên mà ở nhà mình á, thì mình nên trồng cây lớn, trồng cây lớn, đặc biệt là những cây có hương. Những cây đa đó thì sư không khuyên à, tại vì những cây đa, cây đề, những cái cây cổ thụ á, mà mấy cái rễ mà nó rủ xuống sư không khuyên, tại vì mình không chắc là ai sẽ ở đó. Nhưng mà những cây có hương á, những cây thơm, những cây có hương thì thường chư thiên họ sẽ thích về. Nhưng có nhà là một chuyện, chư thiên họ thích muốn về hay không lại là chuyện khác. Muốn chư thiên về nhà mình ở thì mình phải giữ giới, mình phải tôn kính cha mẹ, mình phải tôn kính vợ và chồng, thì như vậy chư thiên họ sẽ hoan hỷ. Và đặc biệt là khi mình làm phước, mình thường hồi hướng phước đến chư thiên, thì chư thiên họ hoan hỷ, và một số vị có thể hoan hỷ ở lại nhà của mình. Để mời cô ở đây. Dạ, kính Phật sư, hôm tối hôm qua con có nghe sư Phú Hưng dạy cho chúng con cái lời nguyện sau cùng hết là các người nữ của chúng con á, phải khi mà phải trở lại thành người nam á, để mùa tô như vậy con cũng quan tâm như vậy, nhờ con là người nữ tô được có kết quả được tốt như người nam, con quan tâm cho sư chỉ dạy. Tại vì giữa khi mà mình cùng một cái tầng lớp với nhau thì người nam được xem là có nhiều phước hơn. Ví dụ như là một cái cô ăn mày và một cái anh ăn mày, cái anh ăn mày nó cũng sẽ nhiều phước hơn. Ví dụ như là sư nhìn cái cô, một cái cô bé bán vé số gương mặt rất là sáng, sư nhìn sư xót. Tại sư biết bán vé số mà đi lang thang như thế, biết bao nhiêu thứ nguy hiểm nó chực chờ. Nó không, rồi dần cái gương mặt đó, nó sẽ không còn vô tư được nữa à. Thì người nữ chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội à, ngay cả khi mình giàu cũng vậy. Cái anh nhà giàu đó, thì được xem là có phước hơn cái cô nhà giàu à. À, chính bởi vì như vậy á, có nhiều người thì họ chán cái thân người nữ. Tại vì người nữ thì rất là nhiều những cái chướng ngại. Thí dụ như là phải xa gia đình nè, lớn lên lấy chồng khi phải xa cha mẹ. Đó là chưa kể là mình có cái cơn đau mỗi tháng nữa, rồi phải đau đẻ. Thì cho nên là nhiều người thì họ muốn là được thân nam, tại vì thân nam được xem là có nhiều phước hơn. Còn trong cái chuyện tu tập á, thì cũng thế. Mình là thân người nam á, mình tu nó cũng dễ hơn. Thân người nữ khi tu thì cần phải kiếm cái chú sứ nào đó để có người bảo vệ. Chứ còn người nữ ở một mình trong rừng thì rất là nguy hiểm. Đó. À, thành ra là mình tu cũng vậy. Ngay cả thời đại bây giờ, quý vị thấy không? Giờ còn có các cái vị tỷ kheo à. À, chứ còn mà quý vị tu thì làm tu nữ. Hoặc là ngay cả trong cái chuyện hoằng pháp cũng thế. Ni chúng cũng rất là đông. Nhưng mà để hoằng pháp thì thấy mấy ông thầy mà, thấy mấy ông sư mà. Rồi đó chưa kể làm lớn, làm chuyện lớn nha, làm những chuyện lớn. Sư không nói mấy chuyện từ thiện nha. Nhưng mà làm những chuyện lớn nha, là cũng tăng làm. Chứ ni ít khi làm, do cái tánh của người phụ nữ, họ thích nương tựa, họ sống tình cảm, họ thích nương tựa. Còn cái tánh người nam á, là cái khuynh hướng là hùng cứ một phương, làm cái nơi nương tựa cho một phương, là cây đa cây đề cho một phương. Cho nên do cái tánh nó khác nhau, thành ra là cái kiểu sống, cái kiểu hoằng pháp đi tu nó cũng khác nhau. Thành ra trong những cái lời nguyện thì nếu mà mình chán cái thân người nữ thì mình có thể mình nguyện làm thân người nam nha. Dạ, kính bác sư, con được hỏi là khi mà con lại sám hối ở chùa Bắc Tông thì có cái đại, ví dụ như là thân người khó được, thành ra phải biết trân trọng, không có nên là tổn thương, tội nghiệp họ vân vân. Và con nghe nhớ có một cái ý đó là cũng không có nên ví dụ như là xăm chỗ lên trên cơ thể,
thì cho con hỏi sư là ví dụ như người nữ, như người đẹp xong ngoài ông vân mà xong những ngoài những ký người ta cũng chân người đó, chưa thấy có được không ạ? Thứ nhất là ở trong kinh thì không có nhắc cái vụ mà xâm chỗ mà nó mang tính chất là hủy hoại cơ thể thì không phải. Hồi xưa cái người xâm chỗ là người ta xâm lên mặt để làm chi, là để những cái dạng mà tội phạm thì người ta xâm lên mặt để người khác biết mà tránh, và đó cũng là một dạng hình phạt. Cho nên là trong luật tỷ kheo, cái người mà bị xâm chữ lên mặt là không có cho xuất gia. Còn nói về cái chuyện xâm thời nay, sư nói nó hơi buồn. Sư đã từng thấy những hình xăm đó rồi. Từ hồi sư chưa đi tu, sư ở ngoài đời sư thấy. Và sư thấy những cái hình ảnh đó tới nó hết hạn á, nhìn nó nản lắm. Khi mình mới xâm nhìn nó đẹp, nhưng mà đến khi nó hết hạn nhìn nó nản lắm nha. Mới xăm thì nhìn nó ra con hổ, chứ còn mà xăm lâu rồi nó thành ra con mèo, mà con mèo nó bị trụi lông nhìn nó kỳ lắm. Cho nên là phụ nữ á, và nó hơi kỳ, là sư từng thấy hình xăm của những cái cô kỹ nữ, họ xăm những cái chỗ tương đối kín, mới xăm nó đẹp lắm, nhưng mà mấy cái cô mà hết đát rồi đó, nhìn nó bẩn. Chính hình xăm đó làm cho họ nhìn nó bị bẩn. Thành ra là khi mà phụ nữ quý vị xăm thì mình nên lường trước cái tình trạng là về sau này là nó thay đổi. Đặc biệt là tránh cái kiểu mà phun xăm chanh nha. Tại phun xăm chanh á, cái màu thường, cái màu mực á, nó sẽ phai. Mà khi nó phai nhìn nó xấu, nó xuống sắc lắm. Cho nên là nên cẩn trọng với cái chuyện mà xăm để làm đẹp. Rồi sau này hối hận là mình đổi không kịp. Còn nếu như mà chỉ đơn giản cái chuyện xăm á, thì nó không có cái gì mà ghê gớm, phạm giới mà để gọi là thân người khó được mà mình có mà đi xăm, không phải. Đừng có nghĩ tới đó. Trong Phật Pháp nó không có, nó không có tới mức độ đó đâu. Tuy nhiên mang cái gọi là cái thân người khó được thì như thế này, có những cái mình có của báu thì mình trân quý là đúng, nhưng có khi mình cần xài thì mình vẫn phải xài. Chứ không lý nào mình có cục tiền đó mình quý tiền quá cho nên là mình nhịn đói xài nó hao tiền, thì như thế là nó uổng. Và cái thân mình cần xài, xài cho chuyện gì? Xài cho chuyện tu. Thậm chí Bồ Tát nhờ những kiếp mà Ngài mang thân người, Ngài sẵn sàng, Ngài hy sinh một phần cơ thể, Ngài thậm chí Ngài sẵn sàng, Ngài hy sinh tính mạng. Tại vì nó đáng để đầu tư, là Ngài đầu tư hết vào trong đó. Dạ thưa sư, cho con hỏi một câu. Dạ thưa sư, là cho con hỏi về những vấn đề, ví dụ như là trong số học và tử vi vân vân, những cái mà người ta cố gắng để tìm hiểu về vũ trụ xung quanh mà thì hồi xưa con chưa có học kỹ Phật pháp thì con cũng có tìm hiểu những cái đó để con xem nó thì lạ đó thì gì thế nào, và sau khi nào mình biết hơn Phật pháp thì biết nhân quả về nghiệp vân vân thì con cũng có tìm xem những cái đó, nhưng mà cái góc độ bây giờ là tham khảo giống như là những cái nghiên cứu của những người về vũ trụ thôi. Là ví dụ đôi khi cũng có những cái lúc mà con cũng dùng những cái gọi là cái khi gọi là cái giải pháp mà họ đưa ra để giải quyết những cái tình huống của mình, là khi mà con dùng thì con thấy nó có lợi lạc cho con. Vậy thì con không biết là trên cái góc độ như thế mà nhìn nhận về một cái vấn đề rất là dễ bị hiểu lầm về định kiến về gọi là dạ giống như định nghiệp này nọ, thì con nhìn nó thoáng hơn, tuy nhiên con rất là sợ là bị nghi ngờ tà kiến, thì như thế không phải là tà kiến mà sư cảm sư. Thì như tôi nói, Phật Pháp không có phủ nhận cái chuyện là xem bói, xem tướng hiệu quả, không có phủ nhận cái đó. Tuy nhiên thì mình ưu tiên nghiệp và quả của nghiệp hơn. Nhưng mà một số trường hợp thì mình có thể mình làm cũng không sao. Thí dụ như là có những cái cách bố trí của phong thủy nó giúp cho không khí lưu thông được tốt hơn.
thì có những cái hay thì mình cũng có thể tham khảo, nhưng mà mình ưu tiên là ưu tiên cái gì? Ưu tiên cho nghiệp và quả của nghiệp. Nói nó hơi kỳ nha, là cái vụ mà xem căn tánh chúng sanh á, cái đó nó thuộc về cái chuyện coi tướng của Bà La Môn. Cái chuyện mà từ cách đi nè, cách đứng nè, cách sinh hoạt nè, cách ăn, cách uống, nó thuộc về cái coi tướng của Bà La Môn. Nhưng mà khi mà các vị biên soạn thì các vị để ý thấy là các vị thiền sư khi hướng dẫn á, hoặc là những người mà hành thiền thì có thể mượn nhờ phương pháp đó để xác định căn tánh của mình, hoặc để hướng dẫn người khác, nó đem lại sự lợi lạc. Thì gọi là cái nào hay thì mình học thôi, nhưng mà mình học chỉ ở cái mức độ đủ xài cho mình. Như là sư chỉ coi đơn giản là sư coi để biết căn tánh của họ là căn tánh gì, để đưa ra cái phương hướng, chứ sư không có coi sâu xa hơn. Ví dụ như là coi bối, coi tướng thì không có. Dạ, kính thưa sư, cho con hỏi hồi nãy sư có trao đổi về thông gian và thông tượng, thì con thấy thế này, hiện giờ có một số người ví dụ là thân gian, nhưng mà người ta lại bên trong người ta lại suy nghĩ về người nữ và người ngoại, thì khi mà con có xem những cái đoạn phim tài liệu đó, thì người nước ngoài người ta đề xuất rằng là có thể là do hóc môn, sự thay đổi hóc môn, như là trong dân gian mình thì lại nói là giai đoạn thay bộ, thì con lại suy nghĩ được thêm về cái sự hiện tượng này. Theo Phật giáo thì nói rằng đó là nghiệp. Do một người á, nó có hai loại nghiệp dẫn đến tình trạng này. Một là tham dục quá nhiều, họ sống đầy trong tham dục. Cái thứ hai là một người phạm giới tà dâm. Thì cho nên quý vị để ý đi, cái này sư nói thì nhiều người họ sẽ nhảy dựng lên, nhưng mà đặc biệt á, trong cái giới đó họ tham dục mạnh hơn. Để ý có phải không? Họ để ý đặc biệt đến dục. Và họ có khuynh hướng tính dục nó tương đối là nó phóng khoáng. Nó phóng khoáng cho nhẹ. Đó. Chứ nó không có giống như người nam, người nữ bình thường là mình mang cái khuynh hướng là mình chung thủy. Thành ra đó, do hai cái nghiệp, một là do quá khứ họ tham dục quá nhiều, tham ái quá nhiều, thường sống trong tham dục. Cái này mở ngoặc thì con cảnh báo trước nha. Những người nào là nam là nữ mà nghiện tự xử, rồi nghiện coi cái phim đen, thì nó là một cái dạng nghiệp mà làm cho mình nặng về tham dục. Nó không phạm giới tà dâm, khẳng định nó không phạm giới tà dâm. Bởi vì quý vị học, quý vị nếu có học về giới, quý vị biết muốn phạm giới tà dâm mình phải có đối tác. Đối tác là người hay thú, nhưng phải có đối tác. Chứ còn một mình thì nó không đủ cái chi phần để phạm giới tà dâm. Nhưng mà khi mình nghiện á, tức là mình thường xuyên, thì nó mang cái nghiệp là nghiệp tham dục. Và cái nghiệp tham dục đó, và mình khi mình sống, mình nhìn cái gì là mình cũng có cái dục lạc nó ám ảnh mình, thì mình sẽ mang đời sau kiếp khác, mình sẽ mang cái thân mà giới tính không rõ ràng. Có đôi khi mình có cái phước của người nam, nhưng mà do cái nghiệp giới tính không rõ ràng, cho nên là cái tâm lý của mình nó lại có khuynh hướng nữ. Hoặc là tự nhiên mình có khuynh hướng mình thích người nam. Do cái nghiệp mình hồi xưa, ví dụ như là mình giàu quá, mình không biết làm gì, thì gái nó tới tự nguyện mà, cho nên là mình cứ thoải mái thôi. Xét về nghiệp thì có khi không phạm giới tà dâm, bởi vì những cô gái kia là cũng không có chồng, không có chủ, họ đến với nhau một cách tự nguyện, pháp luật cũng không ngăn cấm. Nhưng mà cái kiểu như vậy đó, do đời, mình cứ tưởng tượng đời này mình ham thích cơ thể phụ nữ, đời sau mình phải chuyển mình ham thích cơ thể đàn ông, nó ớn muốn chết luôn á. Thì đó là cái kiểu nghiệp như thế. Rồi cái kiểu nghiệp mà tà hạnh thì nó cũng sẽ cho ra cái kết quả là mình giới tính không rõ ràng.
tại vì là người thân của con thì cũng trường hợp đó thì vậy thì mình làm phổ biến như thế nào, hay là mình phải giáo dục như thế nào để như họ là bớt là tự ti, là cha mẹ cũng bớt buồn khổ về cái việc đó. Thứ nhất là cái này là do cái nghiệp của họ, cho nên là mình cứ thoải mái. Mình đừng có, thí dụ như là họ có khuynh hướng giữa người nam mà thích người nam, người nữ thích người nữ, bây giờ rồi họ muốn kết hôn thì mình cứ để cho họ thoải mái thôi. Nhưng mà có một số điểm mình cần lưu ý. Thứ nhất là phải giữ giới không tà dâm. Tức là mặc dù là có thể mình bị ám ảnh bởi ái dục á, nhưng mà mình lưu ý là bạn đời của mình á, mình nên có giới hạn. Cái thứ hai là do cái này là do cái nghiệp quá khứ, nó không thể hiện con người hiện tại. Cái nghiệp quá khứ thì là chuyện đã rồi, mình đã trả cái nghiệp đó rồi, nhưng nó không thể hiện con người hiện tại. Tức là nó không cho nói lên là một người LGBT là một người ác, một người xấu, một người như thế nào đó thì không có. Hiện tại họ như thế nào là họ quyết định. Họ hoàn toàn có thể là một con người thánh thiện hoặc là một con người tàn ác, do mình quyết định. Thành ra không có gì phải tự ti hết chứ. Rồi nếu như muốn thay đổi nghiệp thì phải giữ bát quan trai giới trọn đời. Khi mình giữ bát quan trai giới trọn đời á, mình có lời nguyện thì thôi, thì muốn làm đàn ông hay là phụ nữ thì cũng được. Như sư thì sư có gặp trường hợp là một người nam mà sư không chắc phải nam hay không, nhưng mà khi họ nguyện thì họ nguyện đời sau sanh ra làm thân nữ, thì mình tôn trọng thôi, không có vấn đề gì hết. Chỉ có điều là đôi khi sư gặp thì sư ngại không biết là mình xưng hô như thế nào đó. Thì sư kia là quý vị xưng chung như vậy đó. Cho nên là đó là cái giải pháp của sư đó. Cái chuyện dẫn kinh thì không vấn đề gì hết, nó không có cho mình tổn phước đâu, thậm chí nó có phước để bởi vì nó giúp hướng dẫn những người sau cũng có thể tụng kinh, cho nên không sao hết. Còn cái chuyện mà cô mở đèn, mở cửa sổ thì nó không có thể hiện một cái chuyện là nghiệp thiện hay nghiệp ác, không có, cũng không có ảnh hưởng gì hết, cho nên là sao cũng được, không vấn đề gì. Còn thay vì là những cây
Thì cái lời khuyên của sư là để yên đó. Tại vì cái chỗ ở của họ mà mình động vô á, nếu như bình thường thì không sao, nhưng mà tự nhiên mình động vô chỗ ở của họ thì có khi họ không vui. Mình không chắc là người ta có vui hay không, tại vì thí dụ như bây giờ mình đang ở nhà, đang sinh hoạt bình thường, tự nhiên có người xây căn nhà kế bên là kêu mình qua đó ở đi, đập căn nhà này, mình chịu không? À, có nhiều người họ không vui đâu. Cho nên là mình tránh cái đó. À, nếu như quý vị muốn trồng thêm thì được, chứ còn mà cây cũ thì sư không khuyên cái vụ mà chặt đâu. Thì hỏi sư chi nữa. Thì chịu thôi. Bây giờ nếu như mà họ hiền á, nếu mà họ hiền thì họ chỉ đơn giản họ bỏ đi chỗ khác, còn họ giữ thì mình chịu thua. Quý vị biết là hồi ở gần một cái trụ sở công an, họ thỉnh các sư tới chặt cây, từ tụng kinh á, tụng kinh để chặt. Thì sư không có đi, tại sư không muốn dính vô mấy cái vụ này. Thì có với mấy sư khác đi, thì sau khi mà tụng kinh xong thì cũng có lời mời, là mời thôi các vị về chùa ở, nhưng nó kẹt một chỗ, không biết chùa còn chỗ ở hay không. Tại vì đúng là mình muốn ở chùa thì chùa mình phải có một cái chỗ ở trống, ví dụ mình trồng cây mới nó trống thì người ta về người ta mới có chỗ ở, chứ có khi là người ta xí chỗ hết trơn rồi, mình kêu người ta về mà ta về tới nơi ta không có chỗ ở, nó cũng là một cái thế kẹt đó. Thành ra nhiều lý do cho nên sư không muốn dính vô cái vụ đó. Thì quý vị biết là sau khi mà chặt xong á, họ phá mà những người ở đó phải nói là cũng là công an á, mà giống như là bị tai nạn bất ngờ, đổ máu, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu ạ. Thành ra là đôi khi là mình cũng phải cẩn trọng. Người ta hiền thì không nói làm gì, chỉ sợ người ta không hiền thôi. Cho nên là mình có trồng thì mình trồng những cái cây lớn cũng được, mà những cây có hương thơm á, thì thường những cái vị hiền thì các vị đó sẽ thích về ở. Mà đặc biệt là mình phải có giới nha, thì mình mới thỉnh được người ta, chứ không có giới nhà trống thì phi nhân họ vẫn vào. Rồi bắt đầu là có cái mùi rồi đó. Thì như sư nói đó, có vị họ hoan hỷ thì họ qua, nhưng mà chỉ sợ nhiều khi người ta không hoan hỷ thôi, mình thì mình không biết được. Thì nói chung là chuyện đã rồi, thì sư cũng mong là chư thiên ở chỗ cô thì họ cũng hiền. Sẽ
con cứ là con cũng có cái vô tư là con có bị vô cái mà biết có lỗi mà cứ làm hay không? Không sao, tại nó thuộc về cái thuốc. Khi mình dùng mục đích để chữa bệnh thì nó thuộc về thuốc chứ không sao. Nhưng mà cái cách giải quyết tốt nhất á, là cô đến gặp vị đó là cô cúng dường như rồi cô sám hối thì như vậy là nó sẽ tốt đẹp. Thì thôi sư ghi nhận cái sự kiện này. Thì bây giờ quý vị đã cô bên đây có câu hỏi nè. Không cô áo nâu bên đây trước. Do bây giờ thì cũng 4 giờ mấy rồi, sư thì sư chưa có mệt, không sao. Nhưng mà quý vị có cái điện thoại á, cho nên là quý vị có gọi là có muốn chụp hình để muốn làm cái gì đó, hoặc quý vị có cần đi đâu đó thì cứ đi bình thường ha. Rồi thầy cho con hỏi là lúc nãy nói về chuyện là cây á, cây trồng á, thì con nói là ở trong nhà mình á, thì bây giờ như con hỏi sư là bây giờ nếu mà mình để 4 loại cây ở trong nhà có phải không thủy không thầy? Một là cây trầu bàng, 2 là cây kim tiền, 3 là cây phát tài, 4 là cây lưỡi hổ. Đó thì thường xuyên là con trưng ở trong nhà thầy, thì phải 4 cây này là cây phong thủy không thầy? Thì quý vị trồng thì chẳng mục đích phong thủy thôi. Nhưng mà cái tác dụng thì sư không chắc. Tại vì sư không có thầy phong thủy cho nên sư không chắc về cái sự kiện đó. Chư thiên thì không. Chư thiên muốn ở thì cây có thể lớn. Cây chùa bà lớn lắm. Ồ, cây chùa bà lớn. Nó cao này luôn mà nó sung xê lắm. Thì có thể có. Nhưng mà sư không biết là cái vị ở đó là thuộc hạng nào, là chư thiên hay phi nhân sư không biết. Cho nên thì thôi thì cô khi mình làm phước này nọ kia đó, thì cô đến cái gốc cây á, mở miệng ra nha, mình sẽ mở miệng ra mình nói xin hồi hướng phước đến quý ngài, mong cho quý ngài được an vui. Thì như vậy á, nếu là chư thiên thì họ hoan hỷ, họ phù hộ mình. Còn nếu như họ không phải là chư thiên thì nhờ mình hồi hướng như vậy thì họ cũng được an vui, thì họ cũng sẽ hoan hỷ và họ phù hộ mình. Cho nên là cứ yên chí cái đó. Hỏi của con thì cũng tương tự như cái cô vừa rồi, những cái cô này thì nhà con là đường mầm non mà cây sa khê còn quá to, thì cũng ý định là chặt bỏ đi thay thế cây bồ đề, mà cây bồ đề lớn sư, mà cây sa khê tại vì cá nhiều quá con sợ trứng cá chết. Giờ có cách nào để mình biết là ở nơi đó mình thôi bây giờ mình có một cách có một cách để mà mình kiểm tra là bây giờ cô đến cô thắp nhang á, đến chỗ đó cô sau đó cô khấn là bây giờ con thì con tính là thay cái cây sa kê này bằng cái cây khác, thì con không biết là có vị nào ở đây hay không. Nếu mà có vị nào ở đây á, thì tối báo mộng cho con biết. Nếu như mà các vị không đồng ý á, thì cũng cho con biết. Mà nếu như các vị mà đồng ý á, thì cũng cho con biết.
Thì như vậy á, thì mình có thể mình biết được là có hay là không. Tại vì không nhất thiết là cây nào to thì cũng phải có. Rồi thì sau đó thì cô tùy theo cái nguyện vọng của vị đó, nếu có mà cô quyết định là cô có thay hay là không. Tại vì cái hình tượng Quan Âm á, chỉ là hình tượng đại diện cho từ bi hỷ xả thôi. Cho nên là khi mà mình thờ một cái tượng như vậy á, thì nó không có đủ để là yếu tố quyết định là chư thiên sẽ chung, thì mình cũng có thể để cái hình Phật vào ở trong điện thoại, hoặc là mình vào trong chỗ nào đó, rồi khi nào mình tụng kinh á, thì mình lấy ra mình tụng, tụng xong rồi thì mình cất đi, thì không vấn đề gì hết. Khóa kế tiếp thì sư dự định là tổ chức ở Phước Sơn. Tức là biết thông tin khóa thiền thì tham theo dõi cái trang Facebook của sư Hạnh Tuệ. Thì nếu như mà có tổ chức khóa thiền ở đâu thì sư sẽ có thông báo. Nhưng mà tại vì sư không chắc là nếu tổ chức ở đây thì bao nhiêu người đăng ký. Nhưng mà nếu như mà có nhiều vị có nguyện vọng ở đây, ví dụ như là cỡ 100 người mà đó, cái ngày thì sư báo trước rồi, từ ngày
18-28 tháng 2. Thì nếu như mà có đông vị ở đây mà có sự mong mỏi thì sư vẫn sẽ tổ chức ở đây. Còn nếu như mà không được như vậy thì sư sẽ tổ chức ở Phước Sơn. Được chia sẻ được. Đó là chưa bây giờ con đi theo Phật là con đi tín ngưỡng và con đã đi sai trong 9 năm. Nhưng mà nhà con là không có thờ Phật, không thờ con thầy Bồ Tát. Thế thì bây giờ trong mọi ngày thiền vừa qua con được nghe sư chỉ dạy thì con đi hiểu rõ về con đường Phật pháp. Và bây giờ con muốn là được thỉnh thỉnh của Đức Thế Tôn về thờ. Thì mình có thể mình sắp xếp lại bàn thờ, rồi mình để cái hình tượng Phật của Đức Thế Tôn á, mình để cao lên. Còn để mà gọi là tránh cái sự xung đột trong gia đình, mình có thể mình để cái tượng Quan Thế Âm ở vị trí thấp hơn tí. Tại vì con suy nghĩ Bắc Tông với Nam Tông đều là đạo Phật, đều là chánh giáo. Và con suy nghĩ rằng là ở bên Bắc Tông mặc dù không đi sâu vào kinh tạng của chư Phật kể lại, chỉ là mới là có thể nói là dạy, tại vì con là quy y bên Bắc Tông và con cũng đi chùa bên đó một thời gian. Và con cũng được các sư ở bên Bắc Tông thường thì dạy nó bên ngoài, có nghĩa là đa phần á, là dạy cho cái người đời á, là làm những việc thiện, tránh những việc ác, tu tâm dưỡng tánh để tránh cái quả báo sau này. Còn về nghiên cứu sâu xa về kinh tạng, những cái lời dạy của Phật nó rõ ràng thì thật sự là chưa có, giống như sư giảng mấy ngày nay, có thể do Phật tử của Việt Nam mình thiếu phước cho nên không được tiếp cận sâu sắc và tương tạng của chư Phật để lại. Thành ra, và con có hỏi sư là vấn đề những vị Bồ Tát mà ở bên Bắc Tông họ thờ thì Nam Tông tại sao không tin, và con cũng đã được hiểu là sư giải thích là do những cái đó là những cái hình tượng nhân cách hóa. Thì con sáng là được một nước, có nghĩa là cho dù là nó không phải là chính thống giống như là sư giảng là chỉ thờ một vị Phật, Phật bổn sư Thích Ca là vị Phật hiện thực bằng xương bằng thịt thị hiện trên đời để giáo hóa chúng sanh và để lại một cái tam tạng kinh điển thật là đồ sộ. Thì đối với con suy nghĩ những vị Bồ Tát đó cho dù là hình tượng như cách hóa thì cũng không phải là tà giáo, vẫn là chánh giáo. Thì lâu nay chúng ta đã thờ và đã học hỏi những cái hạnh của những vị Bồ Tát đó, tới bây giờ vẫn không có nghĩa là sai. Linh bất linh tại ngã, có nghĩa nếu mình nghĩ nó linh là linh, thành thử ra lâu nay mình đã thờ thì không nên bác bỏ. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho lòng từ bi đi xả, Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho hạnh nhẫn nhục, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện cho trí huệ, Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho tinh tấn. Thì tôi nghĩ một người Phật tử cũng cần phải có những đức tính đó, và phải từ bi, phải nhẫn nhục, có nhẫn nhục thì mới từ bi. Còn nếu nó tự bi, không có nhẫn nhục thì đâu có tự bi, rồi không có trí huệ thì làm sao học đạo, và không có tinh tấn thì làm sao tiến tới con đường đạo quả giải thoát. Cho nên tôi nghĩ không nên phân biệt chấp ngã. Đã nói là tu để bỏ chấp, để bỏ cái ngã thì không nên chấp ngã. Lâu nay mình đã thờ thì mình vẫn cứ thờ thôi, bây giờ mình muốn khẩn thêm Đức Phật Bổn Sư để mình thờ thì mình
những cái đền thờ và mình an trí như thế nào, bài trí như thế nào cho nó hợp lý, nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm để thể hiện mình là một con người Phật tử có đạo và biết tôn kính Tam Bảo. Tôi nghĩ như thế là tốt. Còn nếu mà hôm nay nghe người này nói thờ Phật này đúng, ngày mai nghe người này nói thờ Phật kia sai, có nghĩa là một người Phật tử tu hành mà không có trí huệ, không có sự tư duy theo con đường của Phật dạy bác đạo, thứ nhất chánh kiến, thứ nhì phải tư duy, thì ổn cho cái người Phật tử đó. Trước khi mình làm cái gì mình phải tư duy, thì bắt tâm và an tâm được bao nhiêu giáo hội là công nhận đây là chánh giáo chứ không phải là tà giáo. Cho nên là hy vọng mọi người tu tập thì cũng phải nên có cái tư duy cho nó chính xác, không có cái sự chỉ bán. Và là con thì con bản thân con suy nghĩ con không có bản sức tư tưởng hết, chỗ nào con cảm thấy con có nhu cầu, ví dụ như trước đây con đi đến Bắc Tông thì con đã được học những cái hạnh để mà là một người Phật tử, hoặc là một người dân bình thường, hoặc là một người trong gia đình bình thường mà phải học hỏi những cái tính cách đó để sống ở ngoài đời. Bây giờ con muốn đi sâu để hiểu biết hơn về Tây Tạng thì con tham nhập qua Nam Tông để con mong muốn được mở mang trí huệ, được hiểu sâu về lời dạy của Thế Tôn thì con đi học thôi, chứ con không có suy nghĩ là bài hát. Con cũng mong mọi người nên có cái suy nghĩ như vậy thì tốt hơn. Dạ, con xin lỗi. Tôi xa. Thì cho nên là sư cũng không có bài xích cái chuyện hình tượng hóa các cái tính cách của Phật giáo phát triển nha. Và đúng thật là nếu như mà sư có lạy thì sư lạy những tính cách đó, tức là người Phật tử của mình á, khi mà mình hiểu đạo rồi mình biết là mình lạy cái gì, nó đại diện cho cái gì. Chỉ có điều là người như vậy thì cũng không có nhiều. Cái nữa là nếu như sư nói vui thôi, nếu như sư sau này mà sư có cái hình Bồ Tát Phổ Hiền ở trước mặt, hoặc là có hình Bồ Tát Quán Âm ở trước mặt, thì cũng đừng có lấy làm lạ, thì biết đâu sư nhìn để sư nhắc nhở mình cái đức tính mà cái hình tượng đó đại diện cho, thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình phải có nội dung là tốt, nhưng mà hình thức nữa, hình thức nó cũng phải phù hợp. Một ông sư mà Nam Tông mà quỳ lạy Bồ Tát Quán Âm thì mặc dù tâm mình thì đúng là mình biết mình nghĩ cái gì á, nhưng mà cái hình thức thì có vẻ nó không ổn. Cho nên là cái hình thức và cái nội dung nó cần phải hài hòa. Thì khi mà quý vị biết đạo rồi, quý vị đi đến chùa thì mình cũng sẽ không có cảm giác bài xích, bởi vì mình biết là những cái hình tượng đó đại diện cho cái gì. Và Phật giáo thì giống như là cũng có âm có dương đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là có những cái người mà không chịu nổi cái ánh sáng quá mạnh mẽ của chánh pháp, đi thẳng vào kinh tạng, nói vô thường, khổ, vô ngã, ánh sáng chánh pháp thì họ chịu không nổi. Thì mình có được Phật giáo phát triển là một cái sự mềm hóa hình tượng của Đạo Phật, thì nó dễ dung nhập phù hợp với cái tâm tư của người Việt. Cho nên là sư cũng không bài xích. Và sư cũng có nói với quý vị, một người thì không nên nhìn ở cái màu y, mà mình nên nhìn ở cái tư tưởng của vị đó. Có những vị thì đắp y phát triển thì các vị đó vẫn là thờ Đức Thế Tôn và vẫn thực hành theo tứ đế bát chánh đạo. Có những vị đắp y Nam Tông mà vẫn là chơi mấy cái trò là phù phép, dây nhợ đủ thứ trên trời dưới đất. Cho nên khi mà mình hiểu thì mình sẽ có cái nhìn nó bao dung hơn. Rồi, thì do mà cũng còn có bị cần trình pháp riêng
Cho nên là cái thời vấn đáp chung đến đây là hết. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.